Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, ngày hôm nay chúng tôi có một số vị sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam Nepali tới để nói chuyện về một số những vấn đề đang được nói tới rất nhiều ở cộng đồng hiện nay. Xin chào quý vị. Trước hết thì có lẽ bà Trần Thanh Hiền giới thiệu đôi chút về mọi người ở đây, thưa bà. Dạ, vâng, thì kính lão đắc thọ, tôi xin giới thiệu ông ngồi đây là ông Lê Đình Sáu, là một thành viên trong Ủy ban Thường vụ của cộng đồng, Hội đồng đại biểu của cộng đồng người Việt Nam Nam California. Và ngồi bên cạnh tôi đây là anh Nguyễn Bảo, anh trước là cựu Phó Chủ tịch Ngoại vụ của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, tức như là phụ tá cho ông Bùi Phát. Đó. Tôi là Trần Thanh Hiền, tôi là Tổng Thư ký của Ủy ban Thường vụ Hội đồng đại biểu cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Ngồi bên cạnh tôi là kiến trúc sư anh Phan Quang Thuần, cũng là một thành viên trong Ủy ban Thường vụ của cộng đồng, đồng thời anh cũng là hội trưởng của Hội Người Việt Quốc gia Nam California. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Lý do chúng tôi có nhận được hai cái văn bản tương đối gần giống nhau, nhưng thời gian cách nhau một chút xíu vài ngày. Trước hết là cái thông báo với cái nội dung này là về việc bất tín nhiệm ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát. Và cái văn bản thứ hai là cái văn bản yêu cầu Ban Giám sát bầu cử cộng đồng loại trừ liên danh đoàn kết và xây dựng do Bùi Phát làm thủ ủy vì những lý do sau đây, vân vân. Quý vị có thể nói rõ về hai cái thông báo này, mặc dù là nó tương đối có cái nội dung giống nhau, thưa quý vị. Xin phép cho tôi được ngỏ lời trước. Để kính thưa quý vị, lý do mà cái flyer tôi đang cầm ở trên tay đây đó được phát hành, và khoảng hơn 15 anh em chúng tôi, những người đã nhiều năm làm việc trong cộng đồng, đồng ý làm tờ flyer để báo động cho cộng đồng biết. Tôi xin đọc lá thư này để cho mọi người được hiểu rõ nội dung của nó. Yêu cầu Ban Giám sát cộng đồng loại trừ liên danh đoàn kết và xây dựng do Bùi Phát làm thủ ủy vì những lý do sau đây. Trong tư cách là nghị viên của thành phố Garden Grove, Bùi Phát đã bỏ phiếu yes, tức là chấp thuận cho phép Trung Cộng mua hotel, nhiều bất động sản, mở đường cho Trung Cộng xâm lăng cộng đồng Việt Nam chúng ta tại thành phố Garden Grove. Thứ hai, bỏ phiếu yes bán Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam tại thành phố Garden Grove. Thứ ba, bỏ phiếu yes, tức là thuận cho phép bán cần sa ma túy làm gia tăng tỷ lệ tội đoan, tệ đoan xã hội. Mà trong đó chúng ta không thể nào không ghi nhận rằng những cái tệ đoan xã hội đó sẽ ảnh hưởng đến con em chúng ta. Trong tư cách Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali niên khóa 2015 và 2018, điều thứ nhất, Bùi Phát đã man khai lý lịch. Man khai lý lịch có nghĩa là lúc thì bảo mình là kỹ sư software, lúc thì bảo mình là kỹ sư hardware. Thật sự ra Bùi Phát không có bằng kỹ sư. Thứ hai, tự ý ngồi chung với viên đại sứ Việt Cộng tên là Phạm Quang Vinh. Hậu quả là gì? Là cơ quan truyền thông mà bọn Cộng sản đã loan tin rằng cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đã thuộc về ta. Thứ ba, không minh bạch sổ sách trong vấn đề tiền bạc. Tất cả tiền bạc trong thời gian anh ta làm chủ tịch cộng đồng đều nắm hết. Nếu có thì anh ta cũng chỉ nói ở trên bảng, trên slide vớ vẩn thôi. Ngay cả tôi là phó chủ tịch ngoại vụ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái sách nào của ai cho và buôn bán trả tiền cho ai, những cái chi phí vân vân. Kết luận, Bùi Phát không xứng đáng làm đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản vì luôn đi ngược lại với chủ trương của bản nội quy của cộng đồng. Bùi Phát có chủ trương và mục đích khi làm những chuyện đó. Cái câu hỏi này tôi xin để lại cho quý đồng hương tự ý phán xét. Và trong cái bản flyer này, tất cả chúng tôi có khoảng 15 anh em đồng ký tên. Tôi xin đọc: ông Nguyễn Văn Chánh, cố vấn Hội Người Việt Quốc gia; ông Phan Quang Thuần, hội trưởng Hội Người Việt Quốc gia; ông Nguyễn Bảo, tổng thư ký của Phong trào Dân chủ Việt Nam, nguyên cựu phó chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia; ông Lê Đình Sáu, hội cộng đồng hội đồng hương đơn dương
kiêm Ủy viên Hội đồng đại biểu, ông Nguyễn Nhật Minh, khóa 18, sĩ quan Thủ Đức, Ủy viên Hội đồng đại biểu, bà Trần Thanh Hiền, Hội Đền Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng đại biểu Cộng đồng Việt Nam Quốc gia, bà Bùi Kim Anh, Phó Chủ tịch Giám sát, ông Phạm Khôi, Ủy viên Giám sát Cộng đồng. Như vậy thì quý vị thấy rằng là anh em chúng tôi đều là những người có chức sắc trong cộng đồng, đều là những người hoạt động trong cộng đồng này rất lâu năm và đồng thanh, đồng ý, lên tiếng, báo động cho cộng đồng biết rằng Bùi Phát không xứng đáng để ra ứng cử kỳ này. Chúng tôi hiểu rằng cộng đồng có nhiều người không để ý, không quan tâm, cho nên anh em chúng tôi phải bỏ công bỏ sức ra để báo động cho cộng đồng biết rằng ai liên danh nào được và phải được tín nhiệm, còn những liên danh nào đã gây tội ác trong cộng đồng của chúng ta thì phải loại trừ. Xin cảm ơn quý vị. Thưa các vị, cái danh sách những cái việc mà ông đọc qua đó, và còn một số cái điều nữa ở trong cái bản thông báo chưa thấy đọc ra đó, gần như là những cái chuyện đó đều xảy ra trong những năm trước đây, chứ không phải là mới xảy ra ngày hôm qua hoặc là trong tuần trước hay tháng trước, mà đã xảy ra nhiều năm trước đây. Nhưng quý vị không lên tiếng cho tới bây giờ, phải chăng là quý vị không biết được trước đây, bây giờ mới biết, hay là bây giờ lý do là ông Bùi Phát có những cái sự tranh cử trở lại và có những cái việc của ông ấy trong tương lai mà quý vị mang ra để mà có thể làm khó khăn cho ông ấy trong những cái việc của ông ấy sắp sửa làm, thưa quý vị? Tôi xin mời bà Trần Thanh Hiền là người hiểu rõ cái vấn đề này, bởi vì đó chúng tôi biết chuyện này năm 2017. Thế nhưng mà đã báo cáo lại với ông Phan Kỳ Nhân nhiều lần, nhưng ông Phan Kỳ Nhân đã không thi hành những lời hứa hẹn với chúng tôi. Cho nên á, ngày hôm nay bất đắc dĩ anh em chúng tôi phải xông ra là trong cộng đồng này để làm cái việc đó. Và không có Phan Kỳ Nhân. Vâng, để tiếp lời anh Nguyễn Bảo thì như quý vị đã biết, tôi đã hoạt động ở đây gần 30 năm và kinh qua rất là nhiều thời gian của các gọi là các nhiệm kỳ của các ông chủ tịch cộng đồng, thì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải một cái trường hợp nó phải nói là nó hơi hy hữu, là một chủ tịch cộng đồng lại đi cộng tác làm ăn với vừa với Việt Cộng và vừa với Trung Cộng, mà cái đó là hoàn toàn đi ngược với nội quy. Sở dĩ chúng tôi để cho tới ngày hôm nay là bởi vì sau khi xảy ra là chúng tôi đã biết liền rồi. Cái ngày mà năm 2015 hay 16 gì đó là biểu tình ở dưới Los là tôi cũng có đi và tôi tham dự trong cái buổi đó, bởi vì lúc đó tôi là tổng thư ký của Liên Hiệp Ban Chống Cộng Sản ở Tây Sai. Thì ngay cái sau khi về đó thì chúng tôi về trước, đi theo xe bus về trước, thì khi về thì qua ngày hôm sau ông Phan Kỳ Nhân có gọi tôi. Ông nói là cô có biết gì không? Thì tôi bảo tôi không biết gì hết, chuyện gì vậy anh? Thì ông bảo rằng là cô có biết tin là Bùi Phát nó vào, nó ngồi trong cái bàn của đại sứ Phạm Quang Minh không? Tôi bảo ủa có à? Ông bảo có. Thì tôi hỏi sao anh biết, anh cũng đi về sớm mà. Thì ông có trả lời rằng là Du Miên có gọi tôi, có gọi tôi sáng nay. Hắn nói rằng là Bùi Phát nó dại quá, nó tại sao mà nó lại đi leo lên cái bàn của Phạm Quang Minh nó ngồi. Thế thì lúc đó ông Nhân ông nói sao thằng này nó ngu quá. Ông cũng nói chuyện với tôi, ông nói thằng này nó quá ngu. Thế thì lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là ông này là gà mờ thôi, nghĩa là mới ra cộng đồng chưa biết gì cả, không có kinh nghiệm. Thành ra tôi cũng tạm thời tôi cũng nói ông trời sao dại quá vậy, sao lại dại dột quá vậy. Ở ngoài mà nó biết chuyện này là coi như cộng đồng của chúng ta là banh. Thưa bà, cái việc mà ông Phát Bùi ông vào ngồi trong đó, ông Phát Bùi đã giải thích nhiều lần. Tuy nhiên cái chuyện đó chưa nói tới, mà nói tới cái vấn đề là ông Phát Bùi cũng như ông Phan Kỳ Nhân trong suốt thời gian qua đều nói rằng là ông Phan Kỳ Nhân đề nghị ông Phát Bùi vào trong đó. Nếu mà bà nói như theo cái này thì là có nghĩa là hai người đó đã nói dối trong suốt thời gian qua hay sao? Không, thật ra thì ông Phan Kỳ Nhân cũng có nói như thế này này. Tôi có hỏi ông ấy, ông ấy nói là tôi chỉ bảo với là tôi yêu cầu Bùi Phát và 5 người còn lại là ở lại để mà xem người nào là Việt Gian, chụp hình chụp ảnh để mang về cho cộng đồng biết những người nào là Việt Gian đi vào trong đó. Thì ông chỉ nói như vậy thôi, và ông đã trả lời trên một cái kênh truyền hình, kênh YouTube là ông đã trả lời 2-3 lần chứ phải không. Thì ông chỉ nói là tôi chỉ nói là ở lại và ngồi trong lobby thôi, chứ ông không có bảo là đi lên trên cái phòng mà ngồi chung với ông đại sứ. Thì vậy trong suốt thời gian qua ai hoặc là nơi nào là nơi mà phát tán ra cái tin là ông
Phan Kỳ Nhân đề nghị ông Phát Bùi lên thẳng ở trên phòng ăn tiệc ở phía trên này. Ông Bùi Phát, ông ấy nói như vậy. Ông Bùi Phát, ông nói ở trong cả báo. Vậy là đâu. Ý là cái lời nói dối là đi từ phía ông Bùi Phát. Vâng. Rồi, đúng, xin bà tại vì tiếp tục. Để nói cho nó ngắn gọn, anh có hỏi cái câu là những cái chuyện này nó cũ tại sao mà lại đưa ra nha, có phải vượt bộ kỷ hay không? Hiểu không? Thì cái việc anh Bùi Phát, để nói thẳng, cái việc anh Bùi Phát, anh vô ảnh ngồi với đại sứ trong cà Phạm Văn Vinh. Thì chúng tôi biết, việc cà Phạm Văn Vinh chúng tôi biết, nhưng mà như chị Thanh Hiền nói là chúng tôi cứ nghĩ chắc là ảnh không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, thì chúng tôi bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng cái vấn đề kế tiếp á, là ảnh vô, ảnh gặp Đảng Cộng sản Trung Cộng ở Hà Giác, phải không? Vào ở thành phố Gạch Đền Khô, nói về cái vụ bán đất Shanghai Construction Group ở thành phố Gạch Đền Khô. Cái vụ này á, chúng tôi được biết là sau khi ảnh bỏ phiếu thuận để đi Shanghai, và cô phó nghị viên của vụ nghị viên là Đi Lan Nguyễn và anh Ngô Kỷ có đưa cái vấn đề này ra, không? Thì chúng tôi có một cái buổi họp của ban thường vụ, có họp lại anh và có viết ra một cái văn thư và tất cả mọi người ký, trong đó có ban giám sát, gửi cho anh Phát Bùi đòi hỏi anh phải giải thích cái vấn đề này. Và tôi nhớ không lầm thì cô Đi Lan Nguyễn có tới gặp chúng tôi và tất cả thành viên, có anh Phát Bùi nữa, đề nghị anh lên truyền hình để nói cho đồng hương biết cái điều này và cố gắng để xoa dịu, nhưng anh Phát Bùi không làm cái điều này, rút lại. Và sau đó anh Phan Thiện Nhân anh có viết một cái lá thư khác gửi cho anh Phát Bùi đòi hỏi phải trình bày những cái tài liệu về tại sao cái Đảng Cộng sản Trung Cộng vào thành phố Gạch Đền Khô mà anh không cho chúng tôi biết. Và đó là hai cái lá thư đã gửi cho anh Phát Bùi, ngay cả bây giờ chúng tôi không nhận được cái gì từ anh cả. Đó là lý do tại sao chúng tôi mới ra cái bản thông cáo báo chí đưa ra vấn đề này. Khi cái bản thông cáo báo chí đưa ra đó thì anh Phát Bùi ảnh có cái buổi họp, ảnh ghi là một cái thông báo nghị quyết khác, ảnh muốn ngừng cái cuộc bầu cử. Anh nhớ cái bản mà chắc anh đã có cái bản đó rồi, đó là ảnh dựa vào cái lá thư của chúng tôi để ảnh muốn tạm ngưng cái cuộc bầu cử nhân cái ngày 30 tháng 4. Đó bây giờ cái câu chuyện của chúng ta nó nhảy hơi nhiều từ cái chuyện mà ông ăn tiệc ở trong cái cuộc gặp với ông đại sứ Phạm Văn Vinh, rồi anh lại nhảy qua cái chuyện mà gặp mấy ông Trung Quốc ở thành phố Garangro, rồi lại nhảy qua cái chuyện đó nó sẽ rất là khó theo dõi. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi từ chuyện một. Bây giờ cái chuyện là nói rằng là ông Bùi Phát ngồi với lại ông Phạm Văn Vinh, ông đại sứ Phạm Văn Vinh. Ông Bùi Phát đã giải thích rồi, quý vị không đồng ý ở cái điểm nào? Tôi xin nhắc đến cái vấn đề đó. Tại sao chúng tôi không đồng ý ở cái điểm là ông Bùi Phát ấy, ông không nói đúng sự thật. Trước tiên ấy, thì ông bảo là ông ngồi với ông Phạm Văn Vinh ấy, vì lý do là ông tháo cà vạt ra, là vì lý do là ông muốn vô để ông nhận diện những cái người mà Việt Giang đã đi vào cùng tham dự cái bữa tiệc với ông. Thì chúng tôi cũng tin rằng vô ngồi với một người Việt Cộng mà anh đeo cái cờ vàng ba sọc rõ thì người ta sẽ không tiếp thôi. Nhưng mà thực chất không phải là như vậy. Ông ta đi vô trong đó, ông ta ngồi vậy, thì coi như im lặng hoàn toàn, không có một cái vấn đề gì mà ông đặt vấn đề với ông đại sứ cả. Cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, mà ông nói rằng ông không có tham dự cái bữa tiệc đó, có nghĩa là ông chưa vô để ông đặt cái câu hỏi, hoặc là ông phó của ông là ông Long đó cũng đặt cái câu hỏi gay gắt đối với ông Long, đối với ông đại sứ. Nhưng mà thực chất không có. Đầu tiên tôi tin rằng có. Thì nếu ông có như vậy ấy, thì ông ngồi thì cũng chẳng sao cả, ông tháo cái cờ bạc ra cũng chẳng sao cả. Bởi vì ông vô để ông chất vấn, để ông chống, thì khi ông muốn vô thì ông phải tháo nó ra ông mới vô được. Khi nếu ông không tháo ra thì sao ông vô được? Mà ông vô ấy, không có chống gì cả, mà vô chỉ là im lặng cho tới cái khi bữa tiệc. Nên là cái đó có thể đặt cái tình huống là khi ông Phát Bùi muốn vào, và ông cũng đã trả lời trên phố Bùi Sa TV một lần ở ngoài hiện trường biểu tình đó, ông có nói rằng là ông muốn vào để mà trực tiếp đối chất với lại phía Việt Nam, chính quyền Việt Nam. Đó là ý muốn của ông ấy trước khi vào. Có khi nào khi mà ông vào gặp tình huống ông không thể nào lên tiếng được thì cái chuyện đó nó cũng là một cái tình huống ngoài ý muốn của ông ta hay chăng? Đúng, anh nói đúng. Từ xưa đến giờ ở đây kinh qua bao nhiêu ông chủ tịch rồi đó, thì những cái việc quan trọng như vậy đó thì phải bàn trong một cái buổi đại hội cộng đồng, ít nhất là trong ba cái cơ quan của ba cái cơ chế của cộng đồng, rồi mọi người ủy quyền cho ông ấy vào và sẽ nói những cái gì. Cái chuyện đó đáng lẽ phải công khai hóa trước khi đi
có cái buổi đó. Mà đây hoàn toàn nó không cho chúng tôi biết gì cả. Chúng tôi là trong hội đồng thường vụ, ngay cả ông Phan Kỳ Nhân cũng không biết, ngỡ ngàng luôn. Chứ nếu mà ông muốn vào được cái điều đó, muốn làm cái điều đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị để ăn nói như thế nào. Mà đây hoàn toàn không có. Và ông ấy tự động ông vào sau này, ông ấy nói chuyện với bên phố Hồn Sa, tôi có nghe. Thì ông đâu có đổ cho lão Nhơn xui ông đâu, đúng không? Ông ấy nói là ông phải vào, chứ còn đứng biểu tình ở ngoài kia thì được cái lợi gì, phải vào trong để đối chất. Thì ông vào mà ông đối chất được thì tụi tôi cảm ơn ông ấy. Và đây là một cái việc rất là quan trọng, đáng lẽ ông phải họp báo để cho Tùng Hương biết là ông đối chất, ông nói những gì. Nhưng mà thật ra sau khi mà chúng tôi kiểm chứng lại đó, thì hoàn toàn ông không có nói được cái gì hết. Nhân đây cũng xin hỏi ý kiến của các vị luôn. Cái ý tưởng là một cái người đại diện, một người ở trong cái vai trò chủ tịch ban đại diện cộng đồng, tiếp xúc trực tiếp với lại các viên chức ngoại giao của Việt Nam để mà nói bất cứ một điều gì đó, thì quý vị ủng hộ hay là không ủng hộ cái điều đó? Giống như là con dao mà hai lưỡi anh. Ví dụ như mình gạt để mình nói lên, hay là mình đối kháng, mình nói lên cái lập trường quốc gia của mình, thì chúng tôi đồng ý. Mà anh gạt mà anh yên lặng rồi anh làm theo, thì Cộng sản nó sẽ chụp hình và nó lợi dụng cái đó, cũng như là nó nói ồ, cộng đồng người Việt chúng ta ở đây đã là hòa hợp hòa giải. Đó là một cái hình thức cái nghị quyết 36, tại nó muốn kết hợp, nó muốn đem cái cộng đồng người Việt chúng ta về lại đất nước Việt Nam. Nói đó là tốt và xấu có thể xảy ra, nhưng mà cái lập trường của chúng ta khi gặp Cộng sản, chúng ta phải có lập trường. Đã từ khi mà người viên Pháp Bùi và chủ tịch cộng đồng Việt quốc gia gặp đại sứ Phạm Quân, sau đó không có hợp báo. Nếu như anh hợp báo rõ ràng, anh nói ra thì chuyện này nó không còn. Ngay cả bây giờ, cái chuyện này thật sự ra chúng tôi không có biết, có theo tôi nghĩ ảnh không có nói gì cả. Ảnh không có nói gì cả có nghĩa là lỡ cho ảnh. Tại vì chống cảm cái điều đó rất là sướng anh. Có nghĩa là nếu như ảnh không làm chủ tịch nữa, ảnh về Việt Nam, Cộng sản nó rất mừng. Tại vì nó, ảnh đâu có chống đối gì tôi đâu. Cái lối mà chống cảm như vậy rất là sướng, rất là dễ dàng. Thì đó là cái lối suy nghĩ của tôi. Chống gì thì chống, quý vị có nghĩ rằng là có cái sự đối thoại giữa hai phía, mặc dù là chưa có thể hòa hợp được với nhau, thì nó hơn là không có cái bất cứ một đối thoại nào hay không? Không, theo tôi thì thế này. Như nãy tôi đã trình bày đó, nếu mà được cái sự mà ủy quyền của cả cái cộng đồng đây và các cái hội đoàn đấu tranh cũng như các đảng phái, ông được ủy quyền và có bàn thảo trước khi mà vô đó nói những cái gì, thì tôi nghĩ là cái đó là được. Thế nhưng mà đây hoàn toàn không có buổi gì, đây cũng đi lén lút, cũng không cho ai biết ông vào, ngay cả ông Phan Kỳ Nhân là cái người mà đề cử để ở lại đó, ông cũng không biết. Thì tôi thấy cái chuyện này là không được. Theo tôi, ông Sáu cho biết ý kiến của ông về cái việc mà có cái ý tưởng là một cái người đại diện cho cộng đồng ở đây nói chuyện trực tiếp với lại phía ngoại giao Việt Nam, thưa ông. Thì cái vấn đề đó nếu có thì ít lắm cũng phải bàn thảo với cộng đồng chung, để rồi có một quyết định chung, rồi ông chủ tịch cộng đồng mới ra nói chuyện được với ông đại sứ. Hoặc nếu mà bất ngờ ông phải vào thì ông phải đối xử, có thể ông phải đối xử theo cái ý của cái ban tổ chức, vì ông không có thể làm khác hơn được. Thì ít lắm ông trở về cộng đồng, ông phải nói thật sự việc nó là như vậy. Do đó chúng tôi nghĩ là không có thể nào mà phản ứng được. Đằng này ông đặt ra một cái vấn đề khác mà ông nói, ông vào là để ông chống, ông vào để ông nói thế này nói thế khác, cả hai cả ông chủ tịch và cán phó, thì cái điều này đã làm cho chúng tôi ghi rồi. Nói rộng ra thì hôm đó cũng có một số người khác nữa cùng đi với ông Phát Bùi, chứ không phải mình ông đi riêng vào. Đúng. Nhưng dường như cái sự chống đối nó tập trung vào ông Phát Bùi, mà những người khác thì không, có vẻ như là vô can trong vụ này. Có nghĩa là quý vị có cái sự thiên vị hay như thế nào? Rất là dễ, tại vì anh Phát Bùi là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia nắm cái lý. Còn mấy truyền thông kia, không có thành vấn đề, không thành vấn đề, hiểu không? Các vị còn lại vào trong đó không trong cái vai trò truyền thông, thưa quý vị, các vị đó đều vào giống như là ông Phát Bùi cũng vào một cái bàn tiệc, và không có người nào hành xử như một cơ quan truyền thông cả. Yeah, và anh Phát Bùi lên ngồi cùng bàn với đại sứ Phạm Quốc Vĩnh, ảnh có cơ hội để ảnh chống đấu lên cái tiếng nói, cái lập trường của mình ngay lúc đó. Nếu như mà ảnh lên ảnh nói ngay lúc đó thì chúng tôi quan hệ. Nếu ảnh chống đấu và ảnh nói cái quyền vào của mình đó, thì cái số người trong đó người ta sẽ chụp hình, người ta sẽ đưa ra, hay là ảnh về ảnh nói thì nó vẽ nó rõ ràng. Nhưng mà trong đó ảnh yên lặng, cái sự yên lặng của chúng ta là một sự đồng lõa. Tại vì nếu như mình biết sự thật á, mình có cái gì thì mình nói ra. Mà bây giờ giống như anh hỏi anh Phát Bùi, tại sao mà anh cởi cái cà vạt ra? Ảnh nói là trời nám quá,
sau này ảnh lên đài truyền hình 57.3, ảnh nói là tại vì vào trong cái restaurant sợ người ta nhận diện ra, vì vậy ảnh cởi cái vàng kẹp vàng. Hai cái lời nói nó khác, hoàn toàn nó khác biệt nhau, thì làm sao chúng tôi tin được anh? Cái chuyện nó đơn giản, chỉ chuyện một cởi cái cà vạt ra và đã là khác như vậy, thì làm sao chúng tôi tin được? Tôi xin thưa khi góp thêm này, tôi rất là xúc động khi mà thấy ông Bùi Phát mà ông mặc một cái áo thường, không có áo vest gì, mà ông ra ông ngồi nói chuyện với ông đại sứ. Cái thứ hai nữa, ông đại sứ thì có cờ, có xí, có cả cà vạt, ông Bùi Phát không có gì cả, coi như một người bình thường, còn bình thường còn hơn những người bình thường nữa. Vô ngồi với ông đại sứ thì ông đại sứ ngồi giảng, nhưng nói gì đó thì tôi không nghe được, nhưng mà cái nhìn nó thấy một phát cái dòm lên thế này thôi, coi như là ông được cái là ông đại sứ cái này tiếp đón để vào để ông hướng dẫn, để hướng dẫn cái khác cho một phát. Chứ nếu ông một phát mà được đi vào như vậy đó, với một tính cách đại diện cho cộng đồng á, ông cravat đàng hoàng, vest đàng hoàng, rồi ông thắt cà vạt đàng hoàng như ông đại sứ, thì cái đó là một cái điều nó lại khác đi. Nhưng mà ông về á, ông lại nói khác này, tức là ông nói là ông vào để ông chống đối, thì vì ông tháo cà vạt để ông chống đối thì đúng được, là bởi vì ông nếu ông để cà vạt thì sao ông vô ngồi được như đại sứ, thì ông tháo cà vạt rất là dễ. Với địa vị tôi đặt vô cái trường hợp quan pháp Bùi hả, tôi vào đó tôi sẽ lên tiếng, tôi nói mạnh để ta đuổi tôi ra, đó là cái lập trường của chúng tôi, tôi nói tất cả rất lớn để ta, đó là cho đại sứ Phạm cũng biết đó, có thể là cái đó là cái cách của ông, nhưng mà không phải là cách của ông Pháp Bùi. Còn ông Sáu nói rằng là ông đại sứ ngồi giảng cho ông Pháp Bùi nghe cái chuyện đó, chúng ta không có bất cứ một cái bằng chứng nào, có thể đó là một cái cách suy nghĩ mê bạn mà thôi. Anh không để ý, tôi coi nhiều YouTube ha, của Ngô Kỷ, rồi của Nửa Vòng Trái Đất, rồi tôi coi trên YouTube đó, nhưng tôi xúc động, nhưng không có bất cứ cái nội dung bằng video nào ở trong cuộc gặp đó, ở trong cái phòng phòng tiệc đó để đưa ra để có thể nói là ông ấy giảng cái gì. Nhưng mà có lẽ chúng ta những cái câu chuyện này nó còn rất là dài, và chính ông Pháp Bùi mới là cái người sẽ phải giải thích tất cả những chuyện đó một lần cho mọi người. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đi vào ông Bùi không giải thích được nữa, bởi vì ông đã lập luận hai ba lần thì đó là chuyện của ông ấy. Ông đó nếu mà còn ra còn ra sinh hoạt cộng đồng, còn làm đại diện cộng đồng thì ông tôi có cái kiến như này này, sở dĩ mà chúng tôi chống cái việc ông Bùi Phát, thứ nhất là như thế này, không biết anh Vũ Hoàng Lân ở đây anh có tham dự cái buổi mà đón tiếp ông Nguyễn Minh Chiết cách đây năm 2005 ở dưới Dana Point, thì những người vào trong đó thì lúc hồi đó có ông tướng Nguyễn Cao Kỳ, nghĩa là cả trăm người ở vào trong để tiếp đón ông, còn ở ngoài là biểu tình 5-6 ngàn người. Thì tôi có đi cái vụ biểu tình đó, thì sau đó có một người ở Việt Nam quen với tôi sang trở lại đây, đi về Việt Nam có việc xong rồi sang đây, họ mới hỏi tôi là ủa sao cộng đồng mình làm gì mà rầm rộ cái ngày Nguyễn Minh Chiết sang rồi tiếp đón ông nồng hậu quá vậy. Tôi hỏi sao quý vị lại nói vậy, ông bảo là họ bảo là ở Việt Nam suốt cả tuần lễ tới 10 ngày là ngày nào ra rả các đài phát thanh cũng chiếu, đài truyền hình chiếu cái cảnh mà tiếp đón ở trong mà không có chiếu cái cảnh biểu tình ở ngoài, và làm cho người dân ở bên đó họ hoang mang lắm, họ nói rằng là ủa như vậy là cộng đồng Việt ở Nam Cali này đã hòa hợp, đây là cái cộng đồng lớn nhất mà đã hòa hợp hòa giải với ông chủ tịch của nhà nước, thế thì bây giờ những người đấu tranh trong nước cần gì phải đấu tranh nữa. Đó là cái mà chúng tôi thấy tai hại. Và mà hồi đó ông Nguyễn Cao Kỳ ông chỉ là một viên chức cao cấp của chính quyền cũ thôi, còn đây cái ông chủ tịch cộng đồng của chúng tôi bầu ra mà bây giờ ông lại ngồi cùng bàn với ông Phạm Quang Vinh, thế thì cái hình ảnh đó chắc chắn là về Việt Nam và làm cho tất cả những người ở Việt Nam họ rất là hoang mang, và họ nói rằng như vậy là bây giờ là hòa hợp hòa giải rồi, đâu có gì nữa đâu mà đấu tranh làm gì. Đó là cái vấn đề chúng tôi đặt ra là đối với những người chống cộng và những cái tổ chức chống cộng và muốn giúp cho Việt Nam, thật ra thì cũng muốn chống cộng là bởi vì họ đàn áp người dân trong nước quá mà chúng tôi chống thôi, chứ còn ngoài ra thì chúng tôi cũng không có gì để mà chống đối ngoại trừ những cái chuyện đó. Rồi. Thì chúng tôi thấy cái việc đó là không được, nhất là một ông chủ tịch cộng đồng do dân bầu lên mà lại ngồi cùng bàn như vậy, thì cái hình ảnh đó nó đưa về Việt Nam rất nguy hiểm. Xin cảm ơn mọi người một lần nữa, là cái việc đó liên quan tới ông Pháp Bùi thì chắc chắn là ông ấy còn phải
giải thích một lần nữa hay là nhiều lần nữa đối với lại cộng đồng khi ông ấy còn dự định ra để mà làm đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Qua một cái chi tiết khác, một cái vấn đề khác là quý vị có đặt ra cái vấn đề là ông Phát Bùi là một trong những người ủng hộ cho công ty Shanghai Construction Group để mà mua một số bất động sản, cụ thể là cái khách sạn Hyatt. Vì sao quý vị chống một cái chương trình kinh tế, một cái dự án, một cái kế hoạch kinh tế như vậy? Rất là đơn giản, cái câu hỏi của anh nó, nếu như mà anh hỏi bề ngoài đó, thì người ta hiểu không hiểu rõ. Tại vì cái tập đoàn Shanghai Construction Group là một cái tập đoàn của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Nó không phải là một cái tập đoàn tư nhân. Nếu như người Đài Loan, người Singapore, người một cái cá nhân mua thì chúng tôi hoan nghênh. Tại cái đó nó đem tới cái nền kinh tế cho cái Garden Grove. Nhưng mà cái tập đoàn này, cái tập đoàn của Đảng Cộng sản Trung Cộng anh, thấy không? Và cái tập đoàn này á, nó rất là lâu đời. Từ khi mà Đảng Cộng sản Trung Cộng nắm chính quyền Trung Cộng á, thì đã 4 năm rồi cái công ty này thành lập ra. Và cái lý do mà anh Phát Bùi ảnh cho vote giấy để cho cái tập đoàn này nó vào đây, để rồi sao? Có nghĩa là thằng Cộng sản Trung Cộng nó sẽ vào được cái thành phố Garden Grove. Và anh biết á, là cái tập đoàn này nó bỏ gần 1 tỷ đồng tiền cash của anh ha, nó bỏ ra. Thì anh thử đi, nó sẽ lũng đoạn cả thành phố Garden Grove. Và anh, chúng ta tự hào là cái thành phố Garden Grove và Westminster là thủ đô của tị nạn Cộng sản. Thì bây giờ cái thằng Cộng sản Tàu nó vô, nó ngồi trong cái mình. Mà không phải là nó mua cái Hyatt Hotel. Yeah. Cái Hyatt Hotel là không thuộc về thành phố Garden Grove, mà của một cái tập đoàn tư nhân. Yeah. Nhưng mà nếu nó muốn mua được á, là phải có cái chữ ký của cái chính quyền sở tại, tức là Garden Grove. Cái đó chúng tôi không quan trọng lắm, bằng cái đất công, cái công thổ là cái lot C đó, là cái đất đó đã có từ đời nào của Garden Grove. Mà thời trước bao nhiêu người đã dự định muốn mua, muốn bán mà không ai dám bán cả. Mà bây giờ khi ông Phát Bùi, ông ấy đến đó, tất cả những miếng đất công thổ ngày xưa để chống bây giờ bán hết rồi. À, mà đặc biệt là cái lô xi đó là nó ngay bên cạnh cái tạc ghét đó, nó có miếng đất rất là rộng và đẹp lắm đó. Bây giờ họ đang chuẩn bị để xây đó. Thì cái miếng đất này từ bao nhiêu đời nay mà bây giờ mấy ông này đến là ông Bùi Phát ông đến ông lại để cho đây là cái đường Chapman và đây là cái đường Harbour, và cái miếng đất đó nằm ngay đây là quý vị ai đi ngang thì sẽ thấy nó ngay ở bên cạnh cái tạc ghét đó, rất là rộng và đẹp lắm đó. Thì bây giờ họ mua cái đất đó Tàu Cộng, cái đó là cái vấn đề chúng tôi quan trọng. Chứ nếu mà một tư nhân của Trung Cộng, ngay cả ở đất nước Trung Cộng mà là tư nhân, chúng tôi không thành vấn đề. Nhưng mà đây là Tàu Cộng nó sang, thì nó có mục tiêu chứ không phải không. Bằng chứng là thế này, chúng tôi nói không phải là tại sao nguyên cái cộng đồng này nói. Mà anh biết là ông Alain Lowenthal, tức là dân biểu liên bang, mà khi sau khi họ mua đất ở đây thành công đó, họ xuống dưới Long Beach, họ định mua một cái gọi là cái hotel hai giá, cái hotel hai giá đã đành, nhưng mà họ còn mua một cả một cái shopping center ở dưới đó nữa. Thì ông đây là một cái tài liệu không còn cái hình của ông Lương ấy. Ông Lowenthal là dân biểu liên bang của mình và cả của vùng Long Beach. Ông ấy thấy nó mua bên này, ông ấy xuống đó ông báo động liền. À, ông lên viết, ông nói đây này, ông nói rõ ràng đây này, quý vị có hết tài liệu. Ông cũng lên tiếng là cái này rất là nguy hiểm, bởi vì Trung Cộng vào đây để mua đất thì không phải là họ thuần túy để làm chính trị mà thôi, mà họ còn có cái vấn đề nữa là giống như là chính trị nó đi kèm theo. Mà chúng tôi ở cái sở dĩ tôi là cư dân của thành phố Gạc Đông mấy chục năm, mà cái chuyện này đó nếu mà City đưa ra trong một cái buổi hearing thì đồng bào sẽ đến nó đóng góp ý kiến. Thì chắc chắn là gia đình tôi cũng sẽ lên để yêu cầu không có để cho Trung Cộng mua. Nhưng mà đây hoàn toàn họ làm trong im lặng. Trong khi đó ông Bùi Phát lại là chủ tịch cộng đồng, mà ông không hề đưa cái này cho chúng tôi biết. Mà khi quý vị ký kết chúng tôi không hề biết gì cả. Mà giờ tôi lưu ý quý vị ở đây, chắc người nào ở đây lâu thì biết là hồi đó City Garden Go có một miếng đất như vậy. Và hồi đó có người đề nghị là bán cho một cái casino, một cái tập đoàn casino định về xây. Thì khi mà ông Trần Thái Văn ông đưa vấn đề này ra cho cộng đồng, thì trời ơi, City tổ chức một cái buổi hearing đó, 3 phòng đầy cứng hết.
tôi đi dự buổi đó, hội đồng liên tôn cả năm tôn giáo đều lên phát biểu là chống, còn người dân thì chống kịch liệt, do đó cái chuyện đó không thành công. Thế mà cái chuyện này nó còn quan trọng hơn nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là hội đồng liên tôn không có lên ý kiến là bởi vì họ không biết, không ai biết ngoài bỏ phiếu cho cái bỏ phiếu để mà cho cái dự án này thì chắc chắn không phải là chỉ mình ông Phát Bùi. Nếu mình ông Phát Bùi thì đã không thông qua. Như vậy thì thứ nhất là cái vấn đề trách nhiệm nó không nằm ở mình ông Phát Bùi. Cái thứ hai, theo quý vị chắc cũng đã hiểu rằng là khi một cái các nghị viên họ bỏ phiếu, họ phải đứng trên cái quyền lợi của số đông dân chúng trong thành phố và họ được luật sư tham khảo với luật sư, thì trong trường hợp này nó như thế nào? Tôi xin thưa vấn đề đó là cái vấn đề đó đó, chúng tôi cũng nói là ông Bùi Phát là đại diện cho cộng đồng. Nếu mà SCG không vào được Garo, cái phiếu của ông Bùi Phát á, ông không bầu yes, ông bầu no, thì cái SCG không được vào Garo, thì phải một cái công ty khác mà công ty đó không phải là của cộng sản, nó cũng có thể vào Garo. Rất là, cái phiếu của rất là đơn giản anh nói đã có hai người báo chết rồi, mà hai người đó là hai người Mỹ. Nếu có một người báo chết nữa thì SCG vào Garo, mà nếu ông Bùi Phát không báo chết thì SCG không được vào Garo, mà phải có một công ty khác để vào anh. Nghĩa là để vào đó, và công ty nào vào đó đó cũng phải qua đồng thành phố. Hội đồng thành phố có ba người Việt Nam, thì khi ba người Việt Nam đó mà quyền lợi của cộng đồng, quyền lợi của những người tị nạn cộng sản, thì ba người đó mà thấy là cái công ty này là của cộng sản bầu nô, thì cái phái đoàn đó mà anh Sáu nói cái vấn đề là đi sang hai để cho nó đồng hương nó rõ ràng. Tôi xin phép được nói rõ ràng như thế này là thưa anh, nói như thế này, trong cái kỳ mà bỏ phiếu để mà thuận hoặc là không thuận đó cho cái công ty Shanghai Construction Group đó, nó vào buôn bán làm ăn ở Garden Grove đó, thì về phía người Việt Nam chúng ta có ba người. Đó là ông Bảo Nguyễn là lúc đó đó là thị trưởng của thành phố Garden Grove. Ông Chris Phan là một thiếu tá hải quân thì như đã giải ngũ rồi, đồng thời ông ta cũng là một luật sư. Và ông Phát Bùi. Còn hai người Mỹ kia đó là anh Steve John thì tôi còn nhớ cái tên, hay còn một cái người Chris Beale cái gì đó thì tôi không nhớ rõ. Cái vấn đề đặt ra ở đây là như thế này này, bỏ phiếu nhiều thì công ty Shanghai Construction Group được quyền phép mua bán và làm việc làm gì đó ở trong Garden Grove. Thì có hai người Việt Nam là anh Chris Phan và ông Bảo Nguyễn say no, ông vote no. Chỉ có một mình ông Bùi Phát bỏ phiếu yes, cộng thêm với hai người Mỹ kia, đó là ông thị trưởng là Steve Jones và một người nước nghị viên. Nếu Bùi Phát tuân thủ theo cái nội quy của cộng đồng là không được buôn bán làm ăn liên lạc với cộng sản nào cũng vậy đó, cộng sản Tàu hay cộng sản Việt, thì cái hệ thống sông Gai này không bao giờ được xâm nhập vào Garden Grove. Cho nên cái lá phiếu của ông Bùi Phát rất quan trọng. Ông Bùi Phát quan trọng ở hai phương diện, hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất á, ông ta là nghị viên được dân ở cư dân ở Garden Grove bầu lên, mà anh biết rằng là cộng đồng cư dân ở Garden Grove hay là Westminster là họ là người Việt tị nạn chống cộng sản, chứ họ không bao giờ bỏ phiếu cho Tàu Cộng cả. Và thứ, cái điều này quan trọng hơn nữa, anh Bùi Phát lại là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Trong nội quy có nói rằng là không buôn bán, không làm ăn, không cứ gì hết với cộng sản, để cho anh ta chứng minh rằng thì là trước mọi người là tôi là người Việt quốc gia. Cho nên á, Bùi Phát á, mắc vào hai cái tội lớn lắm. Tội thứ nhất, đại diện nghị viên cho đồng bào Garden Grove. Tội thứ hai đó là đi ngược lại cái nội quy của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Bùi Phát này quả thực là một cái tội rất lớn, và tôi có thể nói rằng là đây đó là một cái tội không thể nào tha thứ được, vì đi ngược lại với cái nguyện vọng của đồng bào tị nạn cộng sản Việt Nam chúng ta. Hồi nãy tôi thấy cái anh Vũ Hằng Lân có nói là họ làm theo cái nguyện vọng của số đông đồng bào của Garden Grove, thì tôi là cư dân đấy, bất cứ có cái chuyện gì mà nó liên quan đến cái việc chung là chúng tôi đều được thông báo để đến dự từ trước đến giờ. Là tôi đã từng đến City Garden Grove và đặt nhiều vấn đề lắm rồi. Thế nhưng mà cái kỳ này
Dù là chúng ta có một thị trưởng, có một nghị viên là chủ tịch của cộng đồng mà hoàn toàn không ai biết hết. Cho tới khi cái chuyện này nó đổ bể ra là do cô Gina Nguyễn, là cô ấy là cựu phó chủ tịch, phó thị trưởng, và cùng với anh Ngô Kỷ lên trên đài nói thì chúng tôi mới biết cái chuyện này. Thành ra cái điểm đáng trách của ông Phát ở đây đó là ông là chủ tịch cộng đồng, đáng lẽ những cái chuyện quan trọng này ông phải về ông thông báo cho chúng tôi, cho tất cả cộng đồng. Bởi vì cái lá phiếu của ông Bùi Phát đó là do những cái người tị nạn cộng sản ở Gác Đông Đô bầu cho ông mới thắng được. Chứ nếu nói rằng là cư dân của thành phố là người Mỹ nó bầu phiếu cho một người Việt Nam thì cái chuyện đó hơi khó tin. Thành ra khi mà ông ấy đại diện cho tiếng nói đó của những người Việt Nam tị nạn ở đó thì ông ấy phải thể hiện đúng những cái điều yêu cầu của cái người mà cư dân mà đã bầu phiếu cho ông ấy. Ở đây ông ấy đáng trách ở cái điều là ông ấy bỏ phiếu thuận mà không qua ý kiến, không đưa ra public hearing ở ngay ở City Westminster hay bất cứ city nào. Những việc gì nó liên quan đến bán công thổ hay là bán đất đai hay bán bất kỳ cái gì đó là phải thông qua với đồng hương, với cư dân thành phố. Mà đây hoàn toàn là làm trong bóng tối, không hề biết gì cả. Thì tiếp theo cái lời thì tôi có nghe cái bài phỏng vấn của anh với cô Francis Nguyệt, anh cũng đưa cái vấn đề Shanghai Construction Group một, lên một ứng cử viên cho một ứng cử viên Westminster thì anh có đưa vấn đề này ra là trường hợp như cổ, nếu dùng cổ thắng cử ở thành phố Westminster thì cổ cảm nghĩ như thế nào. Thì tôi nghe không lầm, cổ nói là cổ là cái người là 43 năm đã tị nạn cộng sản ở đây thì cổ phải làm theo cái quyền lợi của cái cử tri đã bầu cho cổ, hay là cái người Việt ở đây đã bầu cho cổ. Thì cổ nói rất là rõ ràng, cổ là một người phụ nữ không sinh hoạt nhiều trong cái cộng đồng và cổ không có chức vụ gì cả, nhưng mà cổ có cái tư tưởng và lập trường nó rất là chính chắn, nó còn hơn cái anh Phát Bùi là chủ tịch cái cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Ảnh là ảnh phải cho chúng ta biết, nếu như ảnh cho chúng ta biết á thì chúng tôi có thể tới biểu tình thành phố Cali thì cái đồ án này có thể chậm trễ, chúng tôi không biết là có thể thắng hay là thua, nhưng mà phải cho chúng tôi biết để chúng tôi phải lên cái tiếng nói của chúng tôi. Ở đây ảnh yên lặng làm cho chúng tôi tìm ra thì mới khơi ra cái chuyện này. Chứ nếu như mà chúng tôi không khơi ra, là một số anh em không khơi ra thì chuyện này đã vào trong bóng tối rồi. Nói về cái khía cạnh là công ty Shanghai Construction Group mà quý vị nói là công ty của nhà nước Trung Quốc và cũng như là Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì cái việc đầu tư của công ty này Shanghai Construction Group ở Hoa Kỳ không phải lần đầu tiên là cái chỗ này, cho nên là đã có ở những nơi khác rồi. Và đồng thời những công ty khác của nhà nước Trung Quốc cũng có đầu tư nhiều vào những cái dự án khác ở Hoa Kỳ, kể cả theo chúng tôi biết là kể cả một số trường học họ cũng mua để mà họ đầu tư, họ làm ăn ở đó. Điều đó cho thấy là Hoa Kỳ có cái chính sách rất rõ ràng trong cái việc mà tiếp nhận những cái nguồn đầu tư từ bên ngoài vào, kể cả nguồn đầu tư từ Trung Quốc hay đâu đó. Vậy thì cái việc của các vị lo lắng về cái này để mà chống lại, có thể hỏi là cái điều đó có phải là lo con bò trắng răng hay không ạ? Không, cái vấn đề này tôi hoàn toàn là Hoa Kỳ cũng không có cấm một cái thành phố nào mà không cho được phép cái này cho tổ chức vào làm ăn. Thì họ không cấm thì mình có quyền phản đối. Mình phản đối là bởi vì mình không muốn họ ở gần mình. Cái quyền cũng được, nhưng mà như chúng ta thấy một cái vùng nào đó mà một số người nào đó nó ở, mà cái người đó người ta thấy người ta không thích ở chung với người đó thì người ta dọn đi chỗ khác. Thì bây giờ mình là những cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản ở đây, mình thấy mình không thích tụi nó, thì mình là những người ở trong cái bảo vệ của cái vùng nhỏ này thì mình bảo vệ vùng mình, chứ mình không có nghĩ tới là cả một đất nước phải là như vậy. Khi nào một nước cả như vậy, khi nào mà chính phủ Mỹ là cấm thì chúng ta không làm được, mà chính phủ không cấm thì chúng ta có việc làm cái quyền lợi tất cả anh cái gì là cũng là quyền lợi. Nếu như mình nói như anh đó thì câu hỏi anh rất là hay, tại vì mình là thủ đô của tị nạn cộng sản, thấy không? Thì cái gì mà cộng sản thì mình chống thôi, cái chuyện đơn giản. Nếu như bây giờ tôi đặt hỏi, ngược lại câu hỏi, nếu như mình không chống cái đảng cộng sản Trung Cộng nó vào ăn làm ăn ở gần cô, thì đảng cộng sản Việt Nam nó vào Westminster thì mình cũng không nên chống, tại vì mình không chống thằng Tàu thì làm sao mình chống thằng Việt Nam được. Anh thấy đó là sự bất công. Nếu như mình chống thì mình chống cộng sản, mình phải chống tất cả, phải không? Và thứ nhất là cái điều quan trọng là thủ đô của chúng ta là người tị nạn cộng sản. Nếu như mà anh nói đúng, Shanghai Construction Group nó có thể xây ở New York, ở thành phố này, thì cái đó là cái quyền của cư dân người đó, người ta muốn
cho nó mà vào cho người ta cho. Còn chúng tôi là những người không thích cộng sản thì chúng tôi chống, đó là cái quyền của chúng tôi. Và chúng tôi bồi cho anh Pháp Bùi là ảnh là cái người chống cộng thì ảnh phải cho chúng tôi biết tiếng nói chứ. Thay vì cho tiếng nói, ảnh lại vốt giấy để cho cái thằng cộng sản chống cộng nó vào. Như vậy đó hoàn toàn nó đi ngược với cái quyền lợi thẳng thà của người và chúng tôi. Thẳng thà anh nói ồ tôi thăng cạo thì chuyện nói chuyện khác, chuyện đơn rất là đơn giản, nhưng mà anh đây anh bề ngoài thì anh thăng cạo à, bề ngoài thì anh chống cạo lấy cái tư cách là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, nhưng bề trong anh lại ủng hộ cho đảng cộng sản chống cộng nó vào đây. Như vậy là hai cái lập trường có nghĩa là lấp liếm. Giả sử như cái việc chống lại của quý vị nó thành công, có nghĩa là cái chuyện mà công ty Shanghai Construction Group hay bất cứ công ty nào khác liên quan tới nhà nước Trung Quốc hoặc với Việt Nam muốn đầu tư vào mà quý vị chống thành công thì họ không đầu tư được, thì nó dẫn tới một cái kết quả là quý vị được thỏa mãn cái vấn đề gọi là thành công trong cái việc không phải nhìn thấy những cái tư tưởng khác ở trong thành phố này, nhưng thành phố mất một cái nguồn thu rất lớn, thì quý vị nghĩ như thế nào? Tôi thưa này, cái Land Design là cái công ty chính mà họ có thể kêu bất cứ một công ty nào vào. Mình ở đây mình không nói cụ thể công ty nào, nói về cái vấn đề cái ý tưởng. Nếu không có SCG thì có những công ty khác đơn giản, chứ không phải là chỉ có SCG là cứu cánh cho thành phố đâu. Tôi xin bổ túc cái này này. Tôi xin bổ túc cái này này. Thì có một SCG khác hay là SCG của Đài Loan, Singapore. Không. Nếu mà Đài Loan và Singapore thì bùng phát coi như êm tắm trong công việc thì sẽ là, nhưng mà rất tiếc là công việc này là của Trung Cộng, thành do đó nó mới xảy ra vậy. Tôi xin bổ túc cái này này, không phải là chỉ có người Việt chúng tôi là chống cái vụ tàu cộng ở đây. Ở Long Beach chúng tôi có hình ảnh đây, nếu anh có cần chúng tôi đưa hết cả hình của ông Lô Quang Tồn nữa, mà giờ tôi không thấy đâu hết. Ông Lô Quang Tồn là một dân biểu tiểu bang, mà ông ấy cũng đại diện cho một số các cái vùng ở chúng tôi ở đây, ví dụ như Westminster, Garden Grove. Thì ông ta đã lên tiếng vì cái vụ mà tàu nó định, nó cái tàu cộng này này cũng cái công ty này nó định tới thì nó mua ở Long Beach. Rất nhiều khả năng ông ấy là dân biểu, cho nên là mấy dân là, quý vị là biểu là ông phải làm thôi. Không, hoàn toàn nhưng mà tại sao Pháp Bùi là không làm theo ý của chúng tôi đấy. Bây giờ cái này này dân biểu là ông làm, thật ra chúng tôi chưa có biểu ông tí nào hết á. Mà chúng cái này ông ấy thấy bên này bán bán đất, và ông ấy đã về dưới Long Beach, chúng tôi có tài liệu hết tập, bữa nào phải đưa lại cho anh. Có thể ông đã có mọi những cái cố vấn nào đó, người có cái liên lạc với cộng đồng Việt Nam và ông làm cái không viên. Vào đây là một cái cô nghị viên tên là Janine Perks, cô ta quay một cái vùng, mà cái vùng Long đó nó có Long Beach, cô ta quay cái địa hạt đó, nó có một cái shopping center rất là lớn, cũng đang định bán cho tàu cộng, bán cho công ty này luôn, bán cho công ty này luôn. Thì ông cô ấy lên án rùm beng, cô viết thơ lên cả liên bang, cô ấy chúng tôi có tài liệu trong tay hết. Cô là người Mỹ, cô là người Mỹ trắng, là quan tâm, mà cô ấy quan tâm và cô ấy nói cô ấy phản đối hoàn toàn nếu mà tàu cộng mua cái miếng đất của cô, của cái nơi của cô cư ngụ. Thành ra cái chuyện này không phải là người Việt Nam tị nạn cộng sản như chúng tôi lên tiếng, mà cả cái người, nghĩa là nói chung nghị viên và dân cử của Long Beach đã lên tiếng. Tôi nói từ khi chúng tôi lên tiếng, thành phố Garden Grove đang sợ chúng tôi. Tôi nói thẳng cho tôi phép, tôi xin thế nói đó rõ cái vấn đề, sự thật nó đã xảy ra. Câu hỏi của anh Lân đó, nó như thế này, tôi xin phép được trả lời. Nếu tất cả những người nghị viên bỏ phiếu yes trong cái đạo luật mà buôn bán làm ăn với Shanghai hay là với ai đó không cần biết, mà đều là người Mỹ cả, thì chúng tôi chưa chắc là chống đối mạnh liệt như thế này. Nhưng vì cái lá phiếu quyết định của Bùi Phát yes đã làm cho cái đạo luật này nó thông qua là vấn đề buôn bán làm ăn với lại tàu cộng. Những cái điều đó nó nằm trong, thứ nhất, ở trong cái nội quy của cộng đồng. Anh Bùi Phát lại là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, tức là chống cộng sản ghê lắm. Chúng tôi có cả nội quy cả vì anh ấy vi phạm cái điều đó, và ở trong cái vai trò nghị viên rất tế nhị, và đồng bào ở trong City Garden Grove lại là người chống cộng. Thế thì anh thấy rõ ràng là Bùi Phát đã đi ngược lại với cái quyền vọng chính đáng của cộng đồng chúng tôi. Phố Bồ Sa TV đã có cho nên chúng tôi chống lần. Bùi Phát chứ không chống ai cả ngoài Bùi Phát. Phố Bồ Sa TV đã có vài lần đề nghị ông Phát Bùi phỏng vấn ông về cái vấn đề này, nhưng ông chưa có đồng ý. Quý vị có bao giờ được nghe cái sự giải thích từ chính ông Phát Bùi vì sao
ông ấy bầu thuận cho cái đó mà có vẻ như là mọi người chống có hay không? Ông ấy Bùi Phát có bị rất nhiều người hỏi thì Bùi Phát lập luận một cách trẻ con ấu trĩ như thế này. Chính trị thì tôi chống Tàu Cộng, nhưng về buôn bán làm ăn thì tôi lại bỏ phiếu để mà Tàu Cộng nó vào Cargo City nó buôn bán làm ăn. Tôi nghĩ rằng đó là một cái sự ngụy biện mà ngu xuẩn đó, hết sức có của Bùi Phát này làm những cái chuyện đó, cho nên cộng đồng này ngày hôm nay nó mới tem lem như thế này. Ông nói rõ ra là nếu tại sao cái quyết định đó là quyết định ngu xuẩn thưa? Ngu xuẩn là như thế này, chính trị và kinh tế nó đi liền với nhau. Bây giờ thí dụ như tôi bỏ phiếu dép cho Tàu Cộng nó vào đây thì tôi đã đi vi phạm vào cái nội quy của cộng đồng và chính trị, đó là vấn đề chính trị chứ không thể nói là kinh tế. Thì tôi mời nó vào làm ăn buôn bán cho City Cargo, còn chính trị tôi chống đó, cái đó sai. Nếu là sự biện ấu trĩ thôi. Nếu như mà anh có cơ hội thì anh coi cái video của thành phố Garden Grove vào ngày tháng 10 ngày 25 2016, anh thị trưởng Bảo Nguyễn có hỏi vấn đề là Phát Bùi tại sao bỏ phiếu đi trong trạm trong khi không chủ tịch, trong đó là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, thì anh có mắc cỡ anh có cái gì không? Thì anh Phát Bùi anh nói là chính trị với kinh tế nó hoàn toàn nó khác biệt nhau. Mà trong ngày hôm qua khi anh phỏng vấn cô Francis Nguyễn, cô lại nói là chính trị và kinh tế nó đi song song với nhau, đi đâu với nhau. Nếu mà nói tới tận cùng thì theo quý vị nhìn thấy với cái việc mà công ty Shanghai Construction Group họ đầu tư vào khách sạn, đầu tư vào miếng đất như vậy á, cái nỗi lo gì là quý vị lo về tương lai? Tôi lo tương lai là thế này, trong cái bản mà chắc hẳn là sẽ không lo cái chuyện mà họ gọi là đuổi dân Việt Nam đi như là những cái nỗi lo ở trong cái nơi khác. Cái lo lắng nhất của tôi đó là thế này, họ có thể biến cái nơi mà họ bây giờ họ đang mua đất nhiều lắm, biến cái nơi đó thành một cái Chinatown, rồi mai mốt đây họ sẽ giăng những cái cờ của Tàu Cộng ở đó, là một cái điều mà đây nó là cái thủ đô tị nạn của chúng tôi. Nếu mà quý vị làm ở đâu xa xa như Pomona hay Long Beach, nó cũng không có lo thì cái nơi nào đó thì không thành vấn đề, nhưng mà đây nó là cái thủ đô tị nạn, ai cũng lúc nào cũng mở miệng ra nói là thủ đô tị nạn, mà bây giờ nó đến tận nơi thì lại cái ông chủ tịch cộng đồng lại là cái người ký vào những cái giúp một tay để cho cái việc nó thành công, thì chúng tôi bắt buộc phải chống rồi. Điểm thứ hai nữa là tôi rất là lo sợ thế này, khi Tàu Cộng họ đến đâu đó, tôi còn nghe được rồi đó, là những cái âm mưu là họ mua hết những cái mobile home ở xung quanh Garden Grove và cả Westminster vừa rồi cũng đã xảy ra đó. Họ muốn mua cái khu đó để họ phát triển về kinh tế, theo họ nói là phát triển về kinh tế, nhưng mà có thể là nó đi đôi với văn hóa rồi chính trị, mình đâu có biết được. Và họ nói họ sẽ làm một sẽ trong cái trong này đề rõ ràng là họ sẽ thành lập một cái headquarter, họ dùng rõ ràng chữ headquarter là tổng hành dinh ở ngay gặp đây, trong này có rõ ràng, nếu anh đọc có trong này hết, chúng tôi không bao giờ nói sai, có bằng chứng hết. Và cái đó là cái điều chúng tôi lo lắng, chứ còn nếu mà họ đến họ buôn bán làm ăn, họ xây lên một vài cái khách sạn, đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng mà từ cái đó họ sẽ đưa dân sang đây, rồi á họ sẽ hợp thức hóa cho những người làm việc ở trong cái khách sạn đó có chỗ ở, là họ sẽ đuổi hết các cái mobile home người Việt Nam nghèo ở trong những khu đó, đuổi ra hết, tăng giá nhà lên để cho người ta đi hết, để rồi họ chiếm cái đất đó. Thì chúng tôi là những người được dân nói chung là tín nhiệm, và các hội đoàn tín nhiệm chúng tôi vào trong cái ban, tất cả chúng tôi đây là làm việc ở trong cái ban đại diện cộng đồng hết, mà chúng tôi thấy rằng mình có cái trách nhiệm phải báo cho đồng hương biết về những cái chuyện như thế này. Bởi vì bây giờ một cách cụ thể, hiện nay cái những cái dự án đó nó đang ở giai đoạn nào, hay là đã xong hết rồi? Nó bây coi giờ như là ký xong hết rồi, bây giờ là chuẩn bị xây thôi, thấy không? Thì chuẩn bị xây là nó xây cái lót xi chúng tôi nói, sau khi nó xây nó xong đó, nó nhảy qua cái hai giá, nó xây miếng đất nữa, nó xây thêm nữa. Có nghĩa là nếu như chúng ta lên tiếp tục lấy tiếng nói thì cái đồ án này nó sẽ từ từ chậm trễ, và thành phố có thể ngưng lại, có thể nó ngưng, nó không cho xây tiếp tục. Nếu chúng ta không nói, không có tiếng nói mạnh mẽ thì nó sẽ lan. Vậy thì cái mục tiêu của quý vị thực sự là làm cho cái dự án đó không thành, hay là mục tiêu là đánh thẳng vào ông Phát Bùi ạ? Chúng tôi đánh thẳng vào thành phố City Garden Grove. Tại Phát Bùi chỉ làm nghị viên một thời gian và anh cũng nghỉ thôi, phải không? Cái vấn đề chúng tôi muốn chặn là chặn cái thằng cộng sản Trung Quốc vào thành phố Garden Grove,
chúng tôi muốn cho đồng hương đồng bào đã biết cái sự nguy cơ của Đảng Cộng sản Trung Cộng nó vào đây. Chứ còn cái chuyện phát bùi rất là nhỏ anh, phải không? Như vậy thì cái chuyện này có thể là sẽ còn chúng ta còn sẽ dài. Còn gặp lại dài về cái chuyện này trong tương lai. Có cái điều gì mà quý vị muốn nói về cái dự án đó nữa hay không trước khi chúng tôi qua cái một cái câu hỏi khác à? Thì tôi muốn nói thêm nói anh là khi mà cái người Trung Cộng mà nó qua đây nhiều, giống như anh biết là ở Vai thì bây giờ người Hoa nó ra rất là nhiều qua đây, phải không? Thì khi mà Cộng sản Tàu nó qua đây, nó luôn luôn nó nhân viên của nó, mọi người nó đem cái người nó qua đây, nó dùng cái hình thức giống như là EB5 cái những cái đó, nó đem người qua đây thì nó làm cho cái thị trường buôn bán nhà cửa ở đoạn, phải không? Nó tăng giá nhà lên, không có vậy. Về học khu cũng sự thay đổi. Thị trường thay đổi. Và những cái sinh viên có những cái mà những cái chỗ mà học sinh chúng ta đáng lẽ được vào cái trường đó thì làm bị Cộng sản nó tranh giành bị mà anh có nghe cái câu là UC Irvine bây giờ nó đổi thành là UC Immigration Chinese, anh biết anh có nghe cái từ đó không? Nghĩa là bây giờ người con của người Việt Nam học giỏi cũng khó vào khó vào UC Irvine. Bởi vì bây giờ người Tàu nó vào đây hết ở trong đó, ai cũng nói tiền cái gì tiền nó vô là nó đi ra hết, trả tiền mặt luôn. Nhưng mà cái đó là một cái vấn đề khác chúng tôi sẽ bàn sau, nhưng mà chúng tôi cho đồng hương biết là cái sự nguy hiểm của Cộng sản Tàu nó như thế nào, chúng tôi phải nói cái điều đó ra. Nó rất là phức tạp, nó không có đơn giản như tiền đây. Quý vị nói cái điều đó nó cũng có mang tính khá là tương đồng với một cái việc mà ở Việt Nam và hiện nay dư luận đang rất là quan tâm, đó là có cái khả năng quốc hội họ đang bàn thảo về cái việc mà cho thuê những cái khu đặc khu 99 năm, đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, vân vân. Quý vị có ý kiến gì gọi là một cách ngoài lề về cái sự kiện mà ở Việt Nam như vậy? Nói. Sáng nay tôi cũng có lên đài khác để mà trình bày cái vấn đề đặc khu 99 năm đó với lại một anh phóng viên khác, thì tôi nhận thấy rằng là tất cả những cái chuyện gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm đó đều là có cái ngụ ý trong đó là bán nước dần dần cho Trung Cộng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thứ nhất, hiện nay ở cao nguyên Trung Cộng đã nắm giữ cái phần cao nguyên qua cái chương trình BOSIT. Ở đồng bằng sông Cửu Long á, là miền Biên Hòa, Thái Bình Dương đó, họ có nhiều cái làng của người Tàu mà chỉ có người Tàu đi ra đi vô buôn bán được với nhà máy Liman, nhà máy thì nhiều lắm đó. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh lại đó là ba cái cứ điểm đặc khu mà anh vừa mới trình bày đó, nó thuộc về vấn đề an ninh quốc phòng. Mà đã gọi là an ninh quốc phòng thì cho 1.000 tỷ ra ngàn lạng vàng hay là 100.000 lạng vàng cũng không thể bán được. Lý do nó là an ninh quốc phòng, bây giờ nó vào đó đó, nó đặc khu thì trong đó nó chôn giấu vũ khí này nọ, một ngày nào đó nó nổ lên nó chiếm luôn nước Việt Nam thì sao? Đó là những cái điều mà chúng ta phải quan tâm đến đó. An ninh quốc phòng là những cái vùng ven và cái miền biển của chúng ta, bây giờ Biển Đông chúng ta đã bị mất rồi, thế giờ bây giờ những cứ điểm còn lại tức là ở trong đất liền, cái bờ biển Việt Nam nó cong ra hình chữ S này, thì ba cái cứ điểm đó, anh vừa mới nói đó là ba cái đặc khu mà sắp sửa buôn bán cho Tàu, hoàn toàn sai. Sáng nay tôi có nghe Đài Hoa có phỏng vấn một người buôn bán làm ăn bình thường thôi, không có phải là người có học thức hay là gì cả, thì cái chị buôn bán này đó, chị trả lời rằng là đó là những cái ưu điểm của quốc phòng, tại sao các ông lại bán? Chị thấy, anh thấy không? Thì một người như chúng ta có cái trình độ hiểu biết tối thiểu cũng không bao giờ có thể nói yes để cho mấy cái ông đang lãnh đạo Việt Nam, đang trị vì Việt Nam mà làm những cái chuyện đó cả. Mà ông Thuận rất đơn giản là anh thấy là Trung Cộng bây giờ nó đã nói là cái lưỡi bò là của nó rồi, phải không? Thì cái lưỡi bò nó tới gần cái khu xuống Indo, cái đó là Trung Cộng thôi. Trung Cộng nó nói nhưng mà nó đã xây là những cái hòn đảo rồi. Bây giờ ví dụ như nó bỏ tiền nó mua cái khu, nó xây một cái phi trường là cháy mình, có nghĩa là từ đó thì nó đi ngang dưới này, nó đi qua đó. Vì vậy mà tại sao ông Donald Trump và cái bộ quốc phòng Mỹ, ông đô đốc mới đặt tên là cái vùng đó là vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, tại vì người ta biết cái tầm quan trọng của Cộng sản Trung Cộng nó vào đây. Và nó ngược lại vấn đề là đế thằng Trung Cộng nó vào đây nó mua cái đất này 99 năm, phải không? Thì ngược lại cái thành phố Gạch Đá Khô này khi bán cho Tàu Cộng nó giữ luôn đó.
Anh thấy không? Tại vì bắt luôn chứ bắt là diễn luôn, không phải là chiến binh đâu. Không so sánh. Không đúng. Mà ông Sáu có ý kiến gì về cái vấn đề? Tôi có ý kiến là cho thuê đất 99 năm này đấy, thì nó là một cái vấn đề mờ mắt của cái đảng cộng sản nhằm mục đích là thi hành cái thành đô, tiến bước thành đô năm 1990. Tức là đi từ từ mà càng ngày tôi là càng tin cái đó là sự thật. Bởi vì á 99 năm rồi dần rồi đại có nhiều 99 năm hết, cho tới ngày 2020 thì tới 99 năm mới trả tàu cộng nó hết trơn rồi còn đâu nữa mà 99 năm lúc đó là anh mắc em mắc rồi biết làm sao có thấy được cái gì đó không, cháu mình cũng chưa nói lại được. Cảm ơn quý vị. Một cái câu hỏi tới đó là trong cái bản cái flyer quý vị gửi ra yêu cầu giám sát bầu cử cộng đồng loại trừ liên danh đoàn kết và xây dựng đó, thì ở mục số 3 quý vị có nói rằng là ông Phát Bùi bỏ phiếu yes để cho phép bán cần sa ma túy làm tăng gia hệ thống gia tăng tệ đoan xã hội trong đó có các em cho anh em chúng ta. Cái này thì không riêng gì ông Phát Bùi hoặc là thành phố Garden Grove mà nhiều thành phố xung quanh đây như là Santa Ana hoặc là Westminster đã có cái sự chấp thuận để cho buôn bán cần sa rồi. Đó là một cái vấn đề hết sức là tranh cãi trong nhiều năm, và có nhiều người cho rằng là cái việc mà cho bán một cách công khai, một cách hợp pháp nó vẫn tốt hơn là để bán một cách lén lút, thưa ông các ông. Vâng, đúng ra đó thì cái vấn đề về cần sa này nó khó giải quyết lắm, nó khó giải quyết và nó khó control nhiều năm nay rồi. Cho nên tôi đồng ý với ông là có một số thành phố họ cho buôn bán cái đó tự nhiên, nhưng với giới điều kiện có sự kiểm soát trong đó. Chúng tôi ở đây đó, nếu mà một người Mỹ đó mà bỏ phiếu yes đó, thì chúng tôi chống đối bởi vì nó gây ra tệ đoan, mà trong đó có con em chúng ta chắc chắn là như vậy 10%. Nhưng mà đây là người Việt Nam chủ tịch cộng đồng là một chuyện, chuyện thứ hai anh ta lại là chủ tịch cộng đồng nữa, nó lớn lắm, cái chức vụ đó nó quan trọng lắm. Thế mà anh ta bỏ phiếu yes như thế này đó thì đối với tôi đó anh ta không có đầu óc gì hết. Con em của các ông, con của chúng tôi và con em của những người khác nữa dễ dàng quá. Ông ta chỉ nghĩ thế này này, bỏ phiếu yes cho bán cần sa trong thành phố Garden Grove đó là lấy thuế về làm cho thành phố nó giàu lên. Nhưng ông ta không nghĩ đến một cái tai hại khác là khi mà buôn bán cần sa ma túy như thế đó thì cái tệ đoan xã hội nó gia tăng. Mà khi mà giật tệ đoan xã hội nó gia tăng đó, thì ông phải mướn thêm nhiều cảnh sát công an để mà trị cái đám đó chứ. Thế thì ai trả tiền cho cái đám con cảnh sát công an đó? Phải không ạ? Nếu là tôi sẽ bỏ phiếu như no. Ngày tuần trước thì báo Người Việt trên online có đăng một cái tin là một người Việt Nam khoảng 30 mấy tuổi lái xe cán chết 3 người trong khi say ma túy, tức là say cần sa đó. Dạ, ông thấy không? Đó là những cái chuyện mà chúng ta có phải ngăn ngừa. Chúng ta là những người làm luật, Bùi Phát là những người làm luật đấy chứ, quan trọng lắm. Mà bỏ phiếu yes như thế thì bây giờ tôi, ông hỏi tôi là tôi đánh giá Bùi Phát như thế nào như thế này thì tôi sẽ trả lời ngay cho ông và với lại quý vị đang nghe đài. Bùi Phát chỉ là một cái tên ấu trĩ ngu dốt làm toàn những chuyện hại cho cộng đồng và xã hội nữa. Bán cái liền có ý kiến gì liên quan tới việc đó hoặc là những việc khác trong cái cán bộ của quý vị ạ? Theo tôi đó thì tôi cũng thấy ngoài cái vụ mà cộng tác với tàu cộng để bán công thổ của Garden Grove cho tàu cộng đó, thì ông còn phạm vào một cái chuyện quan trọng nữa, đó là ông ấy đã bỏ phiếu yes để bán cái bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam tại thành phố Garden Grove mà đã có từ thời ông Bush Woodwater, đã được có một cái gần như cái building để dành để lo cho vấn đề chiến tranh, để thành một cái bảo tàng viện. Thì ông đã khi ông làm chủ tịch cộng đồng và đồng thời là nghị viên, đáng lẽ ông lại phát triển cái đó lên, ông phải tổ chức cho nó ra thành một cái museum, thành một cái viện bảo tàng nếu mà ông có tinh thần quốc gia chống cộng. Đây ông ấy lại ủng hộ để bán cái này và ông lại cho người của ông ấy đứng ra để làm môi giới bán. Thì cái tội này nó quá nặng đi, nguyên một cái tội này không đã đủ là. Tôi xin nói rõ ràng để cho quý vị biết rằng là cái người bán cái khu viện bảo tàng này đó là bạn mà quen biết với lại ông Bùi Phát, là một người broker. Và người broker này đó phải chắc chắn là phải trả commission cho ông Bùi Phát, bởi vì ông Bùi Phát giới thiệu họ đến đây để mà buôn bán cái viện bảo tàng này. Đó là cái điều mà tôi thấy nhiều người tế nhị họ sợ hãi chuyện này, họ sợ hãi chuyện kia, họ không dám nói. Tôi ngày hôm nay mạnh bảo phải tố cáo cái chuyện này ra trước công luận, là chuyện đó có thật.
Và cái việc đó thì phía ông Phát Bụi đã giải thích trước công luận như thế nào thưa thưa quý vị? Chưa hề. Tôi chưa hề thấy. Vấn đề này. Dạ. Tôi chưa có nghe vấn đề. Cái này thật sự ra chúng tôi cũng không biết. Cho tới khi được những người ở thành phố Garden Grove là cựu nghị viên cho biết rằng là ông còn làm thêm cái chuyện này. Ở ngoài không biết. Đó, nói thẳng ra là ngay cả những cái tội này của ông ấy nó tày đình ra đó, nhưng mà đa số cộng đồng ở đây không hề biết. Vì lý do đó mà chúng tôi phải làm những cái flyer này. Bởi vì cái này, cái chương trình YouTube mà chúng tôi đã lên mấy thời gian gần đây đó, thì là chỉ có những người trẻ, những người biết xài computer, biết phải YouTube họ mới vào được. Ê, còn cái số mà đồng hương mà đi hay đi bầu phiếu á, hoàn toàn họ không biết gì về cái những cái chuyện xảy ra trong trong cộng đồng chúng ta. Là bởi vì những cái người mà có cái trách nhiệm đó, ví dụ như Liên Ủy ban Chống Cộng sản là tay sai là của ông Phan Kinh Nhơn, hoàn toàn ông che giấu, ông cho tới giờ này cũng chưa thông báo gì cho tới đồng hương hết cả, thì làm sao đồng hương biết được. Đó, thành ra buộc lòng chúng tôi phải làm những cái flyer này. Ông Phan Kinh Nhơn thì ông chỉ nói một cách rất là tiêu cực, không biết là ông sợ bóng sợ gió cái gì, nhưng ông chỉ bảo rằng kỳ này là nghị viên Bùi Phát, chủ tịch cộng đồng Bùi Phát nó không ra nữa đâu, thành thôi để cho nó đi vào bóng tối, để xếp cái chuyện này lại, nó không làm chủ tịch cộng đồng nữa thì thôi. Nhưng mà gần đây á, là ông ấy ra ông tranh cử, tái tranh cử trở lại, cho nên cái bổn phận của chúng tôi á, là phải đưa cái vấn đề này lên, bởi vì sợ đồng hương không biết lại bầu tiếp cho ông ấy, thì có phải đây là cái tai họa cho cộng đồng hay không. Tôi xin nói rõ ràng là ngày hôm nay ông Phan Kỳ Nhân đã tuyên bố với lại phóng viên của chương trình Nửa Vòng Trái Đất là hiện tại giám sát bầu cử cộng đồng có 3 liên danh, trong đó có một liên danh đoàn kết và xây dựng do Bùi Phát làm tổng ủy. Tôi xin thông báo với quý vị đồng hương là như vậy. Đối với có một điều nữa, những cái điều này nó đã xảy ra rồi thì chúng tôi mới biết. Có điều đau khổ là nhớ như anh Phát Bù chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia bên Nam Cali cho chúng ta biết trước á, thì mình có thể mình ngồi xuống nhau để mình bàn soạn để mình đưa ra vấn đề. Những cái vấn đề này nó đã xảy ra rồi, chúng tôi phải đi tìm hiểu. Anh thấy có đó là một cái điều rất là buồn. Trang báo thành phố Westminster thì tôi chưa bao giờ nghe cái gì mà nó xấu xa, chỉ có cái vụ vấn đề là cảnh sát nói là hối lộ, nhưng mà tới bây giờ tôi cũng không có thấy gì cả, hiểu không? Và anh Phạm Đức Trí anh thấy anh rất là thẳng thắn, có gì mà có của cộng đồng anh đều giúp cả. Anh nghĩ qua ở thành phố Garden Grove mà người Việt đông hơn thành phố Westminster đó, không phải là ít đâu, hiểu không? Nhưng mà anh có đâu mà đâu có bao giờ thấy ủa lá cờ Việt Nam Cộng Hòa treo ở vùng Garden Grove anh, hiểu không? Hiếp, không biết là có không nữa, hiểu không? Nhưng mà anh thấy là cũng là hai thành phố mà hoàn toàn nó khác biệt nhau, bên thì rất rõ ràng còn bên kia thì rất là mờ ảo. Một dạo người ta vẫn nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay ngay trên tư gia của ông Phát Bụi, ngày nào cũng sẽ bay cả, ngày nào cũng bay cả, bởi vì ông ấy coi là chính trị là một chuyện còn kinh tế là khác, cho nên ông để hai lá cờ Việt không Mỹ không bay. Bây giờ tôi cũng xin bổ túc một cái việc như thế này này, cái chuyện gì nó đã xảy ra rồi thì đáng lẽ là mình cũng không đặt nói lại được, vì nếu nói lại mà nó không lấy được thì nói làm chi. Nhưng mà thật sự ra sau khi mà ông ấy bỏ phiếu thuận đó, thì tôi có bảo ông ấy là thôi bây giờ với giữa chữ riêng tư, và ngay cả trong buổi họp tôi cũng nói là bây giờ Bùi Phát rút lại đi, rút lại cái vote đi. Ok, thì anh ta từ chối, anh ta lắc đầu quẩy quẩy là không được nữa. Nhưng mà đến khi tôi hỏi anh Tạ Đức Chí nhá, là khi mà mình lỡ ký và hay là mình lỡ vote trong một cái nghị quyết nào đó, bây giờ mình lấy lại được không? Thì bây giờ Tạ Đức Chí còn đó, tôi còn đây. Tạ Đức Chí nói dễ ợt rồi cô, ngay cả mình đưa ra mình cũng có quyền rút lại. Và tôi, người thứ hai tôi hỏi đó là nghị viên Dina Nguyễn. Khi cô ta đến ngay cái buổi họp, tôi hỏi công khai giữa buổi họp có cả ông nghị viên Bùi Phát, tôi mới hỏi rằng là bây giờ cái chuyện này nó lỡ rồi, bây giờ rút lại được không? Thì cô hỏi được chứ, đâu có gì đâu, được chứ. Tất cả các anh em ở đấy đều nghe. Nhưng mà ông Bùi Phát thì cứ nhất định là không chịu rút. Thì giờ chúng tôi đặt vấn đề là không biết có một cái chuyện gì trong đó để mà anh ta có thể từ chối, anh ta không giúp. Xin cảm ơn quý vị. Để tóm tắt lại thì với những cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, với lại những cái văn bản quý vị gửi ra trong mấy ngày qua, tóm tắt lại quý vị muốn đạt được cái mục tiêu gì trong cái loạt mà gọi là
là thông báo như thế này? Không bằng. Rất là đơn giản thôi, tại vì chúng ta biết những cái hành động của việc làm của ủy viên pháp bộ nó hoàn toàn đi trái ngược với cái tinh thần của quyền quốc gia ở đây. Thì chúng tôi yêu cầu Đồng Hương không bỏ phiếu cho Pháp Bùi. Tại vì cái sự bỏ phiếu mà cho Pháp Bùi, mà nếu như anh ra thắng cử đi, ví dụ như đặt cái trường hợp có thể xảy ra thì không, thì nó rất là nguy hại cho cái cộng đồng người Việt chúng ta. Tôi xin phép bổ túc một phần câu nữa tôi trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ở đây theo ý anh muốn, phải không ạ? Nãy giờ tôi nói rằng là Bùi Phát ấu trĩ và ngu xuẩn. Thưa quý vị, chuyện đó không đơn giản như vậy. Tất cả những cái chuyện mà Bùi Phát làm ở đây đó, như anh em chúng tôi vừa mới trình bày đó, đều có chủ trương và mục đích đó cả. Anh em chúng tôi ngồi đây biết hết đó, không thể nào mà nói là không biết được. Tuy nhiên, cái vấn đề tế nhị này tôi xin để lại cho Đồng Hương phán xét, tự phán xét tại sao Bùi Phát lại rước Tàu Cộng vào trong thành phố City Garden Go làm vấn đề kinh doanh. Okay. Để làm gì? Và Bùi Phát cũng biết rằng là anh em trong cộng đồng sẽ chống đối hắn hay không? Biết thừa đi chứ. Còn có một cái chuyện nữa mà chúng ta không nói thẳng ra đây thôi, là Bùi Phát đã tự ý vào cái OTN 2S tiếp xúc riêng tư, có nghĩa là chỉ có một mình Bùi Phát trong phái đoàn của Tàu Cộng, từ bên Tàu Cộng họ sang đây để nói chuyện vấn đề làm ăn với thành phố Gango. Thưa quý vị, thế thì Bùi Phát vào trong đó nói chuyện gì? Tôi nghĩ rằng một đứa con nít 10 tuổi cũng biết cái chuyện đó. Mà trong đó thị trưởng Bảo Nguyễn và Chris Phan lại không đi gặp. Tại sao là anh lại phải đi gặp? Tại sao có vậy? Nhiều người hỏi ngay ở trên đài hôm qua. Tôi thấy có người đặt vấn đề là tại sao quý vị biết cái chi tiết đó? Thì cái chuyện đó công khai, ông ta về ông ta kể. Nó nằm trong biên bản của thành phố. Biên bản của thành phố và chứ không phải là mình bịa chuyện. Không là coi cái YouTube là thấy ông ta nói luôn á. Chứ không phải là không. Tất cả những cái gì nghị viên họ làm việc, họ tuyên bố gặp ai gặp ai đều phải báo cáo cho thành phố hết. Và thành phố có bổn phận phải lập biên bản những cái sự kiện nó xảy ra. Và cái YouTube đó nó còn đang tồn tại. Thưa thêm là lâu lắm rồi. Khi mới xảy ra công việc này thì tôi đã nói là Bùi Phát chẳng phải vì cầu, chẳng phải vì ghen, mà ta làm vì lợi ích cá nhân mà. Đúng, tôi có thì đó là Việt Giang chứ gì nữa. Vì tất cả những việc mà anh làm, anh nói với ở đây chắc chắn rằng anh biết Đồng Hương không đồng ý. Do đó anh ta không nói cái việc anh tại sao anh bầu giết, tại sao anh không đưa ra cho cộng đồng biết rằng cái việc anh bầu giết. Lẽ ra anh bầu nô rồi anh về thông báo cho Đồng Hương. À bây giờ đâu thành phố nó như vậy đó, nó tính đưa cái SCG Đồng Hương cộng vào thành phố Gan rồi, thì bây giờ Đồng Hương nghĩ sao? Thì chắc chắn sẽ có những cuộc biểu tình để là chống đối thành phố. Nhưng mà anh ta im lặng. Cái nữa đó, anh ta tự ý đi vào 2S trước khi mà lên cái promotion để mà vote. Mà anh đi đến đó với một mình cá nhân anh đến. Thì anh đến tại sao anh một nghị viên của thành phố mà ông đến 2S để mà anh gặp cái phái đoàn đó làm gì? Trên cái chuyện đó, cái vấn đề điều tra chúng tôi có thể nghi ngờ là anh Bùi Phát đến đó vì một lợi ích nào đó, anh mới đến đó là anh gặp cái phái đoàn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Với những cáo buộc đó, nhìn lại ở trong cái bản quý vị phát ra thì liên danh mà ông Phát Bùi sẽ tranh cử lại mang tên là Đoàn Kết và Xây Dựng, hết sức là oái oăm thay. Thì có lẽ với những cáo buộc của quý vị ở đây cũng như nhiều người khác ở trong cộng đồng thì ông Phát Bùi sẽ có phải rất nhiều những cái vấn đề cần phải giải thích để tiếp tục có những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng trong thời gian tới. Chúng ta khép lại cái câu chuyện liên quan tới ông Phát Bùi, nhưng mà sẵn đây thì cũng muốn có một câu chuyện với quý vị. Đó là liên quan tới dự luật SB 895 của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đưa ra, và đã hiện nay thì ở cái giai đoạn là vừa mới thông qua thượng viện tiểu bang California. Sau những cái giai đoạn kế tiếp tới khi mà thống đốc và tiểu bang ký thì sẽ thành luật về cái vấn đề liên quan tới dạy những cái chương trình liên quan tới người Việt tị nạn qua Hoa Kỳ và cũng như là phần nào của chiến tranh Việt Nam. Quý vị cho biết ý kiến riêng của mình về cái việc có cái đạo luật này. Đối với cá nhân tôi thì tôi cũng đã vô trong cái website để mà ủng hộ cái dự luật này. Cái dự luật này nó rất hay để nó được lấy cái tiếng nói của Đồng Hương, của những người tị nạn cộng sản,
nói lên cái sự thật của người lính Việt Nam Cộng Hòa, chiến tranh Việt Nam và của những người đi vượt biên đã chết là Boat People, thì chúng thấy cái điều này rất hay. Nhưng mà còn cái phần sau thì chúng tôi sẽ ý kiến của chị sao? Tôi hoàn toàn ủng hộ cái dự luật này. Nhưng mà tôi có lưu ý trên có một vài đài khác là thế này này. Cái chuyện mà nó thông qua được là chúng ta rất là mừng và cảm ơn cái công lao của Janet Nguyễn. Tuy nhiên cái nội dung để mà sửa đổi như thế nào, viết đưa vào trong cái sách giáo khoa của trường trung học ấy, cái đó là điều rất là quan trọng, như là cái con dao hai lưỡi vậy đó. Nhiều khi mình được rồi, nhưng mà đến khi vào đó viết cái nội dung nó lại ngược lại. Ví dụ như có cái bàn tay nối dài của Việt Cộng hay là của bọn phản chiến nó viết vào trong đó thì lại là cái tai họa nữa chứ không phải là cái vui. Thành ra chúng tôi chỉ đề nghị, tôi đã lên mấy đài rồi, tôi đề nghị với lại cô Janet Nguyễn là khi mà soạn thảo cái nội dung của cái sách giáo khoa nói về chiến tranh Việt Nam trong các trường trung học đó thì chúng ta phải lựa chọn, chứ không phải là để bất cứ, theo như tôi được nghe cô ấy nói là sẽ có một nhóm người Mỹ họ đứng ra họ viết cái này. Tuy nhiên chúng tôi cần là phải có cái feedback của cộng đồng Việt Nam, tất nhiên là phải có cái ý kiến của những người ở cái chiến tranh Việt Nam mà bị thua cuộc đấy, một bên thắng cuộc. Chứ nếu mà để một bên thắng cuộc hoặc là những cái người mà họ viết theo quan điểm của nước Mỹ cũng sai nữa. Bởi vì những người chiến tranh, những người mà viết cho ngay cả cái nước Mỹ này họ đều giữ lấy cái thái độ của họ. Họ cho rằng là họ không có thua, nhưng mà tại vì người Việt Nam, những là những cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là lười biếng, hối lộ, ăn bẩn cho nên là thua. Nếu họ viết theo cái tinh thần đó thì chúng ta càng chết nữa. Cho nên cái vấn đề của chúng tôi là cái nội dung rất là quan trọng vô cùng đó. Vâng, tôi đi xin phép được bổ túc theo lời hai vị đây. Thì tôi thấy rằng là cái dự luật mà S-895 của Janet Nguyễn đưa ra rất hay. Tuy nhiên chúng ta biết rõ rằng thì là đây thuộc về chính quyền Mỹ, thì những người Mỹ sẽ soạn thảo cái chương trình này làm rách sách giáo khoa để dạy cho học trò trong cái bậc trung học. Nhưng cái ủy ban đó là ai? Có thể là bọn phản chiến lẫm lộn trong đó, có thể là họ sao những cái tài liệu cũ mà sai lệch đi, cũng có nằm ở trong đó. Thành thử ra mình ở phía cộng đồng Việt Nam mình, tôi yêu cầu Janet Nguyễn đòi hỏi cho bằng được là cộng đồng Việt Nam sẽ phải xếp đặt một ủy ban của người cộng đồng song song với ủy ban của người Mỹ để cùng nhau soạn thảo cái tài liệu này sách trở thành sách giáo khoa. Mà cái phần quan trọng nhất đó là phải có sự tham ý góp ý của những anh em nhân sĩ trí thức, những người mà có liên quan chặt chẽ đến cuộc chiến Việt Nam và biết nhiều về bí mật của cuộc chiến Việt Nam mà dám nói. Cái vấn đề quan trọng là nhiều người biết thật lắm nhưng mà không dám nói. Mời ông Sáu ạ. Tôi thì cũng hoan nghênh cái nghị quyết này của thượng nghị sĩ Doãn Nguyễn, đồng thời cũng hoan nghênh về cái ý kiến của ban chị em vừa nói vừa qua. Vì sao rồi đó, mình đã được thắng lợi, ví dụ được thắng lợi thì ít lắm mình cũng phải quan tâm tới cái vấn đề mình viết lịch sử. Còn nếu không thì vô tình coi chừng cho nên mình làm là cộng sản. Ý của các vị ở đây gần như là chúng tôi cũng ghi nhận là rất nhiều người ở ngoài kia cũng có vẻ là tương đồng, tức là lo lắng về cái vấn đề cái nội dung nó sẽ như thế nào. Hay quá. Và mong muốn có một cái ủy ban nào đó mà có tiếng nói của cộng đồng người Việt. Đúng. Nhưng mà trên thực tế với cái sự khác biệt rất nhiều về quan điểm của ngay chính trong cộng đồng, thì quý vị nghĩ rằng cái việc mà lập ra được cái ủy ban của những người trong cộng đồng đó, ai sẽ là cái người được đề cử vào nó sẽ là một cái vấn đề. Tôi đồng ý với anh Võ, anh Hoàng Ân là Hoàng Lân, là cái chuyện đó rất là khó khăn. Vì thế cho nên chúng ta phải chọn lựa. Và chọn lựa ở đây á, cộng đồng không phải vì vấn đề riêng tư cá nhân tình cảm mà tôi bầu cho ông này, tôi bầu cho bà kia, mà phải xét trên phương diện khả năng của người đó như thế nào. Đó là điều quan trọng. Đại đa số cộng đồng chúng ta, tôi ở đây từ năm 75, tôi thấy người ta bầu với nhau á, bỏ phiếu cho tay lên chức vụ này chức vụ kia đó, thì toàn là vấn đề cá nhân. Nhưng mà vấn đề cá nhân không đi tới đâu cả, bởi vì nếu anh lãnh một cái trách nhiệm nào đó mà anh không có khả năng thì vẫn đi. Nhưng và khả năng là lập trường nữa, lập trường chính trị dù có bầu đi thế nào đi nữa,
chắc chắn sẽ có tình trạng là người này hoặc là nhóm người này chê bai nhóm người kia, đồng ý cho một người này thì là sẽ có người khác. Nếu mà nói như thế dẫn tới là không bao giờ làm. Nếu mà nói như thế thì chúng ta sẽ đi vào cái ngõ cụt. Do đó cái ủy ban này đã soạn thảo với nhau rồi đưa ra những kết luận nào đó, có thể là nó ở cái khoảng giữa của hai bên, cái yes và cái no, tức là cả hai bên đều có thể chấp nhận được, rồi chúng ta mới soạn thảo một cách cụ thể. Thì thí dụ vì cái cô nghị viên cô Giang Thanh Nguyễn, cô đã đưa ra nghị quyết, thì theo tôi nghĩ cô tiếp tục lãnh đạo cái vấn đề này, cố gắng tổ chức một cái nhóm nhân sĩ tới để làm việc với cổ. Rồi cái nhóm đó là không được sự đồng ý của nhiều người thì sao, hoặc là ít người thì sao? Thì cái đó là thì sau khi soạn thảo ra thì mình sẽ đọc cái đó rồi để cho người ta có ý kiến để mình sửa cái ngay từ đầu. Ngay bây giờ cụ thể là thì quý vị có trong đầu là những vị nào là có thể là người ở trong cái ủy ban đó hay không? Theo tôi thế này, đây nó có hai cái tập thể lớn của cựu quân nhân đó. Và ví dụ như liên hội cựu chiến sĩ và tập thể cựu chiến sĩ, những người đó phải lựa người để đại diện, tại vì cái cuộc chiến này nó liên quan đến mấy ông cựu quân nhân mà, thành ra phải hai cái hội đoàn đó là tôi nghĩ là phải ưu tiên một có ở trong cái. Tôi cũng xin thêm một ý kiến nữa là đây có tổ chức các đoàn thể đảng phái, cái đó cũng quan trọng nữa, cái đó cũng quan trọng nữa. Đó. Bởi vì những người nào có lập trường và biết rõ nhiều chuyện, chứ không phải là các ông đi đánh trận nhiều quá, nhiều ông chỉ nói vấn đề trận đánh của các ông với thôi, chứ còn những cái bên trong hậu trường thì các ông không biết. Bây giờ tôi xin phép anh được tôi nói ra một cái lý do nha, một chuyện nhỏ nhỏ thôi, xin vài phút thôi. Là từ năm mà tôi còn đang học trung học đó, thì tôi thấy có một cái nguồn tin là nói ra là tổng thống Ngô Đình Diệm và em là Ngô Đình Nhu sắp sửa bàn tính cái chuyện trung lập bán rẻ miền Nam cho Việt Cộng, tung tin đó ra mà hầu như ai mà để ý thì đều biết cả. Nhưng mà cái tin đó hoàn toàn thất sai. Thiệt. Không đúng, mà tôi cho rằng là cái phe xấu nó đặt đề ra để mà nó hại tổng thống Ngô Đình Diệm và em Ngô Đình Nhu. Và cái tin xấu đó đâu tung ra? Bây giờ đó 50 năm rồi, chúng ta có thể giải tỏa cái bí mật đó là chính người Mỹ đã làm như thế để giết hai ông em ông Diệm ông Nhu. Đó là đó, những cái chuyện như thế nếu mà chúng ta không nói thật á thì quyển sách giáo khoa mà sắp sửa tới đây cho những ông Mỹ viết đấy vứt đi, lại có thể làm con dao hai lưỡi đâm vào sau lưng chúng ta một lần nữa. Đó là cái vấn đề là nhiều người quan tâm. Thí dụ như là một cái chi tiết khác mà rất nhiều người vẫn nói tới, đó là vào cuối cuộc chiến Việt Nam, khi mà năm 30/4/75 ông Dương Văn Minh, cựu tổng thống Dương Văn Minh lúc đó bàn giao quyền lực lại cho phía chính quyền miền Bắc. Có người cho rằng đó là một cái công của ông đã làm cho miền Nam không có bị tắm máu, Sài Gòn không bị sụp, không bị tàn phá, cứu được rất nhiều người. Nhưng mà cũng có quan điểm khác là ông ấy là người bán nước, ông ấy là người đầu hàng, khiến cho những người mà muốn đấu tranh, muốn chiến đấu nữa không đi đâu được. Vậy thì những cái chi tiết như vậy sẽ giải quyết như thế nào trong cái nội dung giáo khoa này, nếu mà có sự gọi là không đồng ý giữa hai phía hoặc là các phía? Cái lịch sử mình không có biết cái quan điểm mà. Cái lịch sử đồng ý tự phát là cái gì xảy ra. Ví dụ anh nói là Dương Văn Minh, thì mình sẽ viết là ông Dương Văn Minh đã đầu hàng Cộng sản, nó rõ ràng. Rồi nếu như mà có viết thì ghi chú là quan điểm, thì mình nói cái quan điểm thôi. Một chút hai bên. Hai bên thôi. Tại vì lịch sử là mình viết cái gì nó xảy ra, mình phải trung lập. Cái gì nó sự thật mình viết ra. Chứ còn lịch sử mà mình đứng trên quan điểm người này người kia thì nó không còn cái lịch sử nữa. Thì đó là cái quan điểm của tôi. Nên nhớ rằng cái chương trình này không chỉ là cái vấn đề nói về cuộc chiến Việt Nam, mà thực ra cái chính sẽ là nói về cuộc sống của người Việt Nam ở trên đất Mỹ. Đúng. Ở trên đất Mỹ thì sau cái đợt tị nạn ở những năm 75 cho tới cuối 80, thì bắt đầu người Việt Nam còn qua ở nhiều cái dạng khác như là HO, Con Lai, rồi Đoàn Tụ, rồi Hôn Nhân, vân vân, và sau này nữa là du học sinh, rồi đầu tư EB5, rồi doanh nghiệp vân vân. Trong cái quý vị hình dung trong cái chương trình đó sẽ ghi nhận những cái mảng, những cái nhóm người Việt Nam đã qua Hoa Kỳ sống nó như thế nào? Thì giống như anh nói thì mình cứ ghi vậy thôi, mình ghi sự thật vậy thôi, chứ mình đừng có ghi cái quan điểm của người đó mình nói. Như vậy thì có sẽ bị mâu thuẫn với cái cụm từ mà cho tới nay vẫn nhiều người vẫn xài. Đó là người Việt, ở đây là người Việt tị nạn, Cộng sản, rồi căn cứ tị nạn vân vân. Thì những người về sau này họ không có nắm được, họ không có trong cái căn cứ tị nạn đó, hay là không trong cái mảng đó, thì
thì họ sẽ là như thế nào? Theo tôi thì phải thiếu theo cái đa số. Mình tính theo cái đa số, bao giờ đa số thắng thiểu số, đúng không? Những cái người mà đi qua và mọi cái phương diện khác đó, đó thì là họ là thiểu số thôi. Còn cái đa số là những người tệ nạn cộng sản thì chúng ta phải lấy trên cái quan điểm của những người đa số, theo tôi là như vậy. Như vậy là thiểu số không được ghi vào trong cái sử để mà học sinh theo học. Theo tôi thì tôi nghĩ thế này, là cái lý do mà người Mỹ, người Việt Nam chúng ta có mặt ở đất nước Hoa Kỳ đó là tị nạn cộng sản đầu tiên cái đã. Trong số đó có tôi đi trước ngày 30 tháng 4. Ngày 27-28 tôi đã rời nước rồi. 30 tháng 4 mất nước, 2 ngày sau có 2 thằng đến nhà tôi bắt tôi. Nhưng mà tôi đã cao bay xa chạy rồi. Thì cái yếu tố mà người Việt Nam chúng ta đang ở đây này là tị nạn cộng sản, trong đó có tôi. Những con em của mình nó cũng là cái nguồn gốc tị nạn cộng sản mà ra, chứ không phải tự nhiên nó đi du học hay là nó sang đây nó ở. Cho nên cái tị nạn đó là cái điều quan trọng. Còn nói về vấn đề sinh sống đó, thì người Việt Nam hay là ai đi nữa cũng có người thành công, có người thất bại, cuộc sống là như sao, như thế nào đó, thì cái vấn đề đó nó là vấn đề cá nhân thôi, cũng có thể ghi chép lại được thành ra một cái cụm từ nào đó hay là một cái chương trình nhỏ nhỏ nào đó. Tôi nghĩ rằng cái chuyện đó nó không quan trọng. Đúng, cái chuyện đó mình có thể mình viết là một cái câu là đại khái về ví dụ như sau cái năm nào thì một số người Việt ở Việt Nam qua đây sinh sống, đúng không? Thì mình có thể mình ghi một chút ít vấn đề đó, nhưng mà theo nghĩ cái đó là quá, có nghĩa là chi tiết quá, tại thời lịch sử thì mình phải viết cái gì mà cái thời gian nó dài chút xíu, chứ mình không có thể mình nói ồ ví dụ như mình viết cái cuộc chiến Việt Nam hay là cái Boat People là đã xảy ra là 43 năm rồi, còn mình cũng không thể đưa vào giáo khoa những cái gì nó mới quá, anh hiểu không? Nó phải cho một cái thời gian để người ta không, mới theo mới cô đọng lại được. Theo tôi như này này, tất cả những người mà bỏ nước ra đi không ít thì nhiều cũng đã chán cái cuộc sống ở Việt Nam, họ mới sang đây. Ngay cả những người mới sang cũng vậy. Nếu mà họ yêu cái quê hương Việt Nam, họ ở lại, họ không cần gì phải sang. Cho nên chúng tôi nghĩ dù là họ không đi với tư cách là tị nạn, nhưng mà họ đi với tư cách nào đó thì họ cũng thích sang cái nước tự do hơn là ở Việt Nam. Thì cũng phải đồng hóa họ là những người tị nạn cộng sản luôn. Tôi, theo tôi là như vậy. Khi mà người ta chọn lựa đó, phải chọn lựa đó, thì nó lại liên quan đến vấn đề chính trị rồi thưa anh. Một là cộng sản, hai là tự do, anh chọn anh nào? Đó là một ý thức chính trị đó thưa anh. Dạ. Ông Sáu có ý kiến không ạ? Tôi thì không đồng ý như vậy, là bởi vì nếu viết lịch sử thì lịch sử của người tị nạn là ưu tiên. Còn những người mà đi theo sau này đấy, nó cũng là tị nạn. Người ta đi tị nạn về kinh tế. Chứ anh nói rằng anh đi đoàn tụ thì cái đoàn tụ tức là nói theo kiểu mà cái chính sách nói, gì không? Chính thực xác. Ra anh đã đi về vấn đề kinh tế, chứ anh không có đi về vấn đề cái này là tị nạn. Mà kinh tế là gì? Tức là anh ở với cộng sản, kinh tế của anh không có gì, anh mới đi qua đất nước Mỹ. Có bao nhiêu người đi qua đất nước Mỹ mà trở về Việt Nam? Rất ít, đếm đến đầu ngón tay thôi. Còn đại đa số là ở đây. Ví dụ như tôi theo vừa chỉ nói có cái câu đó. Ngay cả những người mà nghèo khổ nhất ở cái đất nước Mỹ này đó, người ta cũng ở đây, người ta homeless chứ người ta không đi đến một đất nước khác để mà người ta thà rằng làm homeless ở nước Mỹ nhưng không về Việt Nam để trở thành ra một công dân tự do đi đây. Cái đó là quý vị ghi nhận với chồng tôi thì ghi nhận lại là có khá nhiều trường hợp là các nhất là về sau này với những cái chính sách di dân mà là siết chặt cho những người mà gọi là qua mà không có quyền lợi, còn những người mà có tiền bạc mang qua thì lại là càng dễ dàng hơn. Thì nó lại ra cái tình trạng là nhiều người họ qua đây để mà giữ một cái chỗ sống ở đây, nhưng mà họ lại vẫn đi về làm ăn một cách rất là thường xuyên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vân vân. Cái chuyện đó là có lẽ là chắc chắn là có xảy ra cái xu hướng của những trong thời gian gần đây. Thì đúng là cái xu hướng ngắn thôi. Không, theo tôi thì thế này này, có những ở Việt Nam tôi biết có cả những cái ông lớn đó, ông lớn giàu có kinh khủng đưa vợ đưa con sang đây mua nhà mua cửa để làm gì? Để là ngỡ mà Việt Nam có xảy ra chuyện gì thì họ có một cái chỗ đứng ở tại đây rồi, không phải ngay với nước Mỹ mà các quốc gia tự do khác. Thành ra đó là những cái người đi chân nọ chân kia, tất nhiên là họ cũng đã dự trù một cái ngày nào đó họ phải cao bay xa chạy. Và dù muốn dù không thì những cái nhóm người như vậy cũng vẫn là trở thành những người công dân Mỹ trong tương lai, người Mỹ gốc Việt trong tương lai. Và như vậy một lần nữa sẽ được phải ghi nhận một cách sòng phẳng và khách quan ở trong cái chương trình giáo khoa mà đúng anh nghệ sĩ Trang Nguyễn, anh nói thế là đúng đó. Mình nói là bởi vì khi mà làm cuốn sách giáo khoa đó nó phải đặt ra từng chương mục người tị nạn, chương mục người đi đoàn tụ,
chuyên mục người đi buôn bán làm ăn IBFI nó phải có chứ. Đó, thành thưởng ra thì là cái đó thường thôi, không có gì là quan trọng. Theo cái gì thật thì mình nói sự thật thôi. Theo tôi nghĩ đó thì là cái sách giáo khoa mà nói về chiến tranh Việt Nam nó đã có rồi. Hiện bây giờ ở trong các quý vị mở ra trong cái work history của trung học, con tôi nó có học, nó về nó đã nói với tôi từ cái ngày cách đây cả mười mấy 20 năm, bây giờ nó đã tốt nghiệp đại học hết. Nó mang về cho tôi, nó bảo tôi thấy tôi chống cậu, nó bảo mẹ con đọc cái này sao con thấy miền Nam Việt Nam mình là toàn hèn nhát nọ kia các thứ, chờ Việt Nam thua là bởi vì mấy ông hèn nhát ăn hối lộ này này. Tôi có mang cái chuyện này ra cộng đồng tôi nói, nhưng mà không có một ai có ý kiến gì hết, vì họ nói giờ bó tay mình đâu có làm gì được. Đó, thành ra cái chuyện này nó đã có rồi, nhưng mà nó viết rất là xuyên tạc và nó không có công bằng cho những người qua bên đây. Thành ra bây giờ mới có người là đề nghị là để sửa lại thôi, chứ không phải là làm mới mẻ gì cả. Cái này nó có rồi. Đó, thành ra theo tôi nghĩ đó, thì bây giờ đó là một lần này nữa để mà sửa sai thì phải sửa cho nó tốt chứ đừng có sửa cái kiểu đó là nguy hiểm. Vì vậy mà chúng tôi mới lên tiếng đây nè. Anh nghĩ chúng tôi lên tiếng có người ủng hộ, có người chống đối cho anh. Tại vì mình nói lên cái lập trường nó thẳng thắn quá, là cũng giống như con dao hai lưỡi thôi. Tốt và xấu thì làm sao anh biết, nó sẽ lật qua một cái rất là mau. Vì vậy chúng tôi cho cộng đồng biết mà để mà cố gắng mà theo dõi cái vấn đề này. Xin cảm ơn quý vị. Dự luật SB895 của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đề nghị hiện nay đang trong quá trình vận động, đó là một cái quá trình vận động rất công phu, nhưng chắc chắn khi trở thành luật thì lại càng công phu hơn nữa, để mà xây dựng cái nội dung nó như thế nào để có thể thỏa mãn nhiều nhóm, nhiều quyền lợi ở trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều hôm nay có mặt ở đây, và chúng ta sẽ còn những buổi hội luận trong tương lai. Xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Lân và xin kính chào quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn tất cả những sự theo dõi của quý vị. Quý vị.